Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 63. Tôi không phải con sâu, càng sẽ không để mặc cho các người sâu xé. Duỗi tay cho một kiếm. Gọn gàng và linh hoạt. Phụt. Lão già áo lam hóa thành đám xương máu. Những người còn lại của Thiên Đạo Tông còn chưa kịp phản ứng, Diệp Bắc Minh đã quét ngang một kiếm, trong nháy mắt chém chết tất cả mọi người. Chỉ còn mình Trần Vô Diễn hoảng sợ, con người co rụt lại, điên cuồng lùi ra xa. Diệp Bắc Minh thu hồi kiếm càn khôn chấn ngục, đi từng bước một về phía Trần Vô Diễn, vì sao anh lại có sát ý với tôi nặng như vậy? Hình như đây mới là lần đầu tiên tôi gặp mặt anh mà. Đôi mắt Trần Vô Diễn co rụt lại, là cậu ra tay trước, cướp đoạt Long Nguyên của tôi. Diệp Bắc Minh cười một tiếng, chẳng phải là anh thẳng thắn nói ra tôi chỉ là con kiến trước sao? Tưởng tôi không nghe thấy hả? Nếu anh đã cho rằng tôi chỉ là con kiến, sao tôi lại không thể đoạt đồ của anh chứ? Sắc mặt Trần Vô Diễn tái nhợt, tôi sai rồi. Diệp Bắc Minh mỉm cười gật đầu, biết sai rồi có thể cải thiện rất nhiều đấy. Kiếp sau chú ý. Tên kia, cậu muốn giết tôi. Trần Vô Diễn đột ngột ngẩng đầu, biểu cảm hoảng loạn, cậu không thể giết tôi là thánh tử Thiên Đạo Tông. Cậu giết tôi sẽ bị Thiên Đạo Tông diệt chín tộc. Chỉ cần cậu thả tôi ra, tôi thề sẽ không truy cứu chuyện xảy ra ngày hôm nay. Diệp Bắc Minh bước tới như tử thần. Trần Vô Diễn hoảng sợ nhìn anh. Anh ta bị dọa đến hai chân nhũn ra, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Sự sợ hãi tử vong làm anh ta mở miệng cầu xin tha thứ, cậu Diệp, xin đừng giết tôi. Ngài đừng giết tôi mà. Bịch. Trực tiếp quỳ xuống. Nói thật cho cậu biết, tôi vốn không phải cái gì mà thánh tử Thiên Đạo Tông, tôi chỉ là một tên giả mạo. Cậu xem tôi như một cái rắm, thả tôi đi đi, thật đấy, van xin cậu. Biểu cảm của rất nhiều người có biến hóa vi diệu. Anh ta không phải thánh tử Thiên Đạo Tông. Chẳng lẽ chỉ là một thế thân sao? Thật sự có khả năng là thế thân, chân chính thánh tử Thiên Đạo Tông sao có thể quỳ xuống? Một số người thấp giọng nghị luận. Thánh nữ Tổ Long Điện quét mắt nhìn Trần Vô Diễn, khó trách tôi cảm thấy anh ta không quá giống lần gặp mặt trước, hóa ra là một thế thân. Giọng nói của Diệp Bắc Minh bình tĩnh, tôi giết anh, không liên quan gì đến thân phận của anh. Bất luận anh có phải là thánh tử Thiên Đạo Tông, dù anh là bố của vua, cũng giết không tha. Trần Vô Diễn bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch cậu. Cậu không thể. Không, tôi có thể. Dứt lời, anh tiện tay bóp. Răng rắc. Chấm chấm chấm. Đầu Trần Vô Diễn nổ tung như dưa hấu, thần hồn chôn vùi. Yên lặng như tờ. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt mở miệng, tiền bối, chúng ta đi thôi. Nữ hoàng Tu La ngẩn ngơ đứng tại chỗ, dù là ảnh ma cũng nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu. Gật đầu. Ba người vừa mới biến mất, toàn bộ nhà họ Phương hoàn toàn sôi trào. Thánh nữ Tổ Long Điện nhìn theo hướng Diệp Bắc Minh biến mất, Hoàn Nhi, đi tra rõ ràng lai lịch của Diệp Bắc Minh này cho tôi. Sau ngày hôm nay, cái tên Diệp Bắc Minh chắc chắn sẽ truyền khắp toàn bộ 3000 thế giới. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi nhà họ Phương, Diệp Bắc Minh tìm một sơn cốc yên tĩnh. Anh thả Hạ Nhược Tuyết từ thế giới bỏ túi ra, trực tiếp đút Long Nguyên cho cô ấy ăn vào. Đôi mắt đẹp của nữ hoàng Tu La nhíu lại, cậu còn mang theo người sống. Trên người của cậu có bảo vật không gian chứa được người sống. Diệp Bắc Minh không giải thích, phải. Nữ hoàng Tu La nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, loại bảo vật không gian này cực kỳ quý giá, thế mà cậu có được nó. Cậu quả nhiên không hề đơn giản. Nếu bị cô ta biết Diệp Bắc Minh đã sáng lập thế giới bỏ túi, sẽ có biểu cảm gì đây? Sau khi dùng xong Long Nguyên, Hạ Nhược Tuyết trẻ lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Thậm chí dung mạo và khí chất của cô đều xảy ra biến hóa vi diệu. Cô ấy vẫn mang gương mặt kia, nhưng mang lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác xưa. Tốt, cô ấy đã hồi phục. Cậu có thể đi ma giới với tôi. Nữ hoàng Tu La lắc đầu, cậu làm việc quá không chín chắn, đắc tội Thiên Đạo Tông sẽ có phiền phức rất lớn. Có điều, không sao cả, chỉ cần cậu đi ma giới với tôi. Dù thế lực của Thiên Đạo Tông có mạnh đến đâu,
cũng không thể đi ma giới đuổi giết cậu được. Cô ta còn bổ sung một câu, cậu bắt nạt con gái của tôi, bây giờ lập tức về ma giới kết hôn với con bé. Từ giờ trở đi, cậu chỉ có thể có một mình con gái tôi. Tôi biết cậu có rất nhiều hồng nhan chi kỷ. Cô ta liếc mắt nhìn Hạ Nhược Tuyết, tôi sẽ cho cô ấy đầy đủ bồi thường, để cả đời cô ấy sẽ không thiếu tài nguyên tu võ. Thậm chí, tôi có thể sử dụng quan hệ của mình, để cô ấy gia nhập tông môn đỉnh cấp của 3.000 thế giới. Đương nhiên, sau này các người sẽ không lại có bất kỳ quan hệ gì. Nói một hơi, nữ hoàng Tu La nhìn Diệp Bắc Minh và Hạ Nhược Tuyết, chờ bọn họ gật đầu. Cô ta tin tưởng không ai sẽ từ chối. Diệp Bắc Minh nhướng mày, tiền bối, tôi từ chối. Hạ Nhược Tuyết cũng lành lạnh đáp, tiền bối, bà suy nghĩ nhiều. Bắc Minh là người đàn ông tôi đã nhận định, bác Diệp sớm đã nhận cô con dâu này rồi. Công chúa Tu La dùng trong sạch của thân thể cứu sống Bắc Minh, nếu như cô ấy muốn trở thành người phụ nữ của Bắc Minh, tôi có thể đồng ý bà thay cho anh ấy. Vèo. Nữ hoàng Tu La sầm mặt lại, uy áp của hoàng giả ập vào mặt, cô coi con gái của nữ hoàng Tu La tôi là người nào. Hầu chung một chồng với cô, không có khả năng. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Tuyết tái đi, liên tục lùi về phía sau, ha ha, không chỉ có một đâu. Diệp Bắc Minh bước lên trước, ngăn lại trước người cô ấy, tiền bối, nếu bà còn như vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Một bóng đen chợt lóe lên. Ảnh ma đột nhiên xuất hiện, sát ý trên người bùng nổ, người trẻ tuổi, cậu dám nói chuyện với nữ hoàng như vậy. Nữ hoàng Tu La quát lớn, ảnh ma, lùi xuống đi. Rõ. Ảnh ma gật đầu, hóa thành bóng đen rồi biến mất. Diệp Bắc Minh cũng thu liễm hơi thở. Nữ hoàng Tu La tự tin lên tiếng, nếu tôi nói cho cậu, sư tỷ của cậu được tôi cứu, bây giờ đang ở ma giới. Cậu sẽ lựa chọn như thế nào? Diệp Bắc Minh thay đổi giọng nói, bà nói cái gì? Chấm chấm. Là vị sư tỷ nào của tôi? Hô hấp của Diệp Bắc Minh trở nên dồn dập. Nữ hoàng Tu La hừ lạnh, nhóc, một sư tỷ mà thôi, lại khiến cậu quan tâm đến như vậy. Con gái của tôi đã làm chuyện vợ chồng với cậu, cậu không quan tâm hoàn cảnh của cô ấy sao? Diệp Bắc Minh chắp tay cúi đầu, tiền bối, xin hãy nói cho tôi tình huống của sư tỷ tôi thế nào rồi. Hừ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nữ hoàng Tu La trực tiếp quay người, thứ khốn khiếp. Con gái của tôi chỉ còn lại có 7 ngày, thế mà cậu chỉ nhớ đến sư tỷ của mình. Trong vòng 7 ngày tới đến Tu La tộc kết hôn với con gái tôi. Tôi sẽ để cậu đi gặp sư tỷ của mình, nếu không thì suốt đời cậu cũng đừng nghĩ gặp cô ấy. Một cơn gió lớn cuốn lên, nữ hoàng Tu La và ảnh ma biến mất. Hoàn toàn không cho Diệp Bắc Minh cơ hội nói chuyện. Sau khi rời khỏi sơn cốc, ảnh ma cuối cùng cũng không nhịn được, nữ hoàng, trực tiếp bắt cậu ta về không được sao. Đại nạn của ngài sắp tới. 7 ngày sau nếu như công chúa Điện Hạ không thể hoàn thành bài kiểm tra. Im ngay. Nữ hoàng Tu La quát lớn, đời này bản hoàng sẽ không cướp người lần thứ hai. Cướp người có tác dụng không? Năm đó bà đây dùng quân đội triệu người cướp Dạ Huyền về, ông ấy còn không phải bỏ tôi mà đi. Nếu như tên này không bằng lòng cưới con gái tôi, đó cũng là số mệnh của mẹ con chúng tôi. Chấm chấm. Lông mày Diệp Bắc Minh gắt gao xoắn lại. Âm thanh của Hạ Nhược Tuyết vang lên, Bắc Minh, rốt cuộc là vị sư tỷ nào? Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Diệp Bắc Minh khẽ suy tư, anh muốn đi Ma Uyên một chuyến để gặp bố anh một lần trước, sau đó cân nhắc đi Tu La tộc hay không? Thời gian 7 ngày hẳn là cũng đủ. Nhược Tuyết, để anh đưa em về thế giới cao võ trước. Hạ Nhược Tuyết lại lắc đầu, không cần. Em còn có việc cần làm tại 3.000 thế giới. Gì cơ? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Hạ Nhược Tuyết không hề giấu giếm, sư phụ em, Vạn Đạo Kiếm Chủ từng dặn dò, nếu có một ngày em đến được 3.000 thế giới. Nhất định phải tìm được một tông môn tên là Vạn Đạo Kiếm Tông. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, Vạn Đạo Kiếm Tông. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, về lý do cụ thể, em đã thề với sư phụ sẽ không nói cho người thứ ba. Cho nên không thể nói cho anh. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ đã hiểu,
Hạ Nhược Tuyết có thể hy sinh bản thân mình vì anh, tất nhiên không phải là muốn giấu giếm bí mật. Mà bởi cô ấy đã đồng ý với sư phụ mình, nên mới không thể nói. Được, chính em phải vô cùng cẩn thận. Diệp Bắc Minh gật đầu. Anh biết Hạ Nhược Tuyết không cam lòng làm Hoàng Yến trong chiếc lồng son. Anh cũng sẽ không hạn chế Hạ Nhược Tuyết tự do bay lượn. Hạ Nhược Tuyết cắn môi đỏ, trước khi đi, chúng ta. Cô nói xong, nhào về phía Diệp Bắc Minh. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Diệp Bắc Minh, tháp nhỏ, cắt đứt cảm giác. Ngàn mét ở ngoài, hai cô gái nhìn đám ma vụ lăn lộn trong sơn cốc. Tiểu thư, lá gan của bọn họ lớn thật đấy. Giữa ban ngày ban mặt, thế mà trực tiếp, liền, liền. Gương mặt xinh đẹp của Hoàn Nhi đỏ bừng, ngượng ngùng rậm rậm chân. Mặc dù cô ta là tấm thân xử nữ, nhưng cũng biết chuyện phòng the. Thánh nữ Tổ Long Điện cũng thấy hơi xấu hổ, được rồi, chờ bọn họ xong việc rồi nói sau. Chúng ta rời đi đã. Một tiếng sau, hai người quay lại. Ma vụ vẫn đang cuồn cuộn. Vẫn chưa kết thúc. Hoàn Nhi nuốt nước miếng, tiểu thư, tại sao lại lâu như thế? Theo tôi được biết, người bình thường cũng chỉ tầm khoảng 7, 8 phút thôi. Thánh nữ Tổ Long Điện trừng mắt nhìn Hoàn Nhi, em biết được những thứ vớ va vớ vẩn này từ chỗ nào? Hoàn Nhi đang định giải thích. Ma vụ bên trong sơn cốc tan đi. Hai người sửa sang lại quần áo xong, ve vãn thêm nửa tiếng. Hạ Nhược Tuyết mới lưu luyến không rời bước đi. Diệp Bắc Minh lập tức kết nối với tháp Càn Khôn Chấn Ngục, đôi mắt trầm xuống. Anh nhìn về phía thánh nữ Tổ Long Điện đang trốn, người nào? Cút ra đây! Hai bóng hình xinh đẹp bay tới, rơi vào trong sơn cốc. Diệp Bắc Minh khá bất ngờ, là cô. Thánh nữ Tổ Long Điện mỉm cười, anh Diệp, là tôi. Tôi đến từ Tổ Long Điện, không có ác ý với anh Diệp. Chỉ là muốn thêm một người bạn. Sắc mặt Diệp Bắc Minh khẽ tạm dừng, lúc ở nhà họ Phương, cảm ơn cô đã nói chuyện đỡ cho tôi. Anh khẽ lắc đầu, có điều, kẻ thù của tôi rất nhiều, cô sẽ không hy vọng làm bạn với tôi. Thánh nữ Tổ Long Điện tự tin đáp, anh Diệp, kẻ thù nào dám làm kẻ địch với Tổ Long Điện chứ? Tôi cố tình muốn nhận anh Diệp làm bạn đấy. Diệp Bắc Minh cười khẽ tùy cô nói đi, có chuyện gì vậy? Thánh nữ Tổ Long Điện không hề giấu giếm, anh Diệp, anh từng nghe nói đến thiên bảng chưa? Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng gật đầu, nghe nói rồi. Thánh nữ Tổ Long Điện nói thẳng, tôi hy vọng anh Diệp sẽ tiến vào vị trí trên 1000 của thiên bảng trong vòng 3 tháng. Diệp Bắc Minh thẳng thắn từ chối, xin lỗi, tôi không có hứng thú với xếp hạng thiên bảng của các người. Anh xoay người rời đi. Chờ chút đã. Thánh nữ Tổ Long Điện bước lên trước, ngăn Diệp Bắc Minh lại, anh Diệp, anh hãy nghe tôi nói hết đã. Được, tôi cho cô 30 giây. Cảm ơn. Thánh nữ Tổ Long Điện hít sâu một hơi, tiến vào top 1000 thiên bảng sẽ có tư cách đặt chân cấm địa luân hồi. 3000 thế giới tồn tại đến bây giờ, chỉ cần là người đi ra từ trong cấm địa luân hồi, cảnh giới đều sẽ có sự tăng lên vô cùng kinh khủng. Nhưng... tiến vào cấm địa luân hồi cần có đồng đội, tôi hy vọng anh Diệp có thể trở thành đồng đội của tôi. Diệp Bắc Minh sững sờ, nhanh chóng hỏi lại, cô nói cái gì? Cấm địa luân hồi. Thánh nữ Tổ Long Điện không ngờ Diệp Bắc Minh lại có phản ứng lớn như vậy, anh Diệp, có vấn đề gì à? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lập lòe, cấm địa luân hồi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Vùng đất luân hồi và cấm địa luân hồi là cùng một chỗ sao? Phải chăng chủ luân hồi ở tại cấm địa luân hồi? Lần này đến lượt thánh nữ Tổ Long Điện kinh ngạc, anh biết chủ luân hồi. Đôi mắt cô ta trầm xuống, nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh. Yên lặng hồi lâu, cô ta mới phun ra một câu, anh Diệp, anh rốt cuộc là ai? Khắp 3000 thế giới cũng không mấy người biết đến chủ luân hồi, làm thế nào mà anh biết đến người này? Ngữ điệu của Diệp Bắc Minh không hề dao động, là tôi đang hỏi cô. Sao lại đến lượt cô hỏi ngược tôi? Hoàn Nhi kiêu ngạo, anh có thái độ gì đấy? Biết thánh nữ chúng tôi có địa vị như thế nào không? Bao nhiêu người tranh nhau lập đội với điện hạ đấy, anh còn không thành thật trả lời thánh nữ nhà tôi đi. Chỉ là cảnh giới giới chủ,
Điện hạ nhà tôi đã quá nể mặt anh rồi, anh đừng có mà được voi đòi tiên. Diệp Bắc Minh bật cười, thú vị. Xoay người rời đi. Thánh nữ Tổ Long Điện vội vàng mở miệng, anh Diệp, Hoàn Nhi không biết lớn nhỏ quen rồi. Cô ấy chỉ là đùa thôi, anh Diệp bỏ quá cho cô ấy đi. Diệp Bắc Minh lười nghe cô ta giải thích thêm điều gì, bước về phía trước. Biến mất trong chớp mắt. Hoàn Nhi thấy hơi luống cuống chân tay, điện hạ, tôi xin lỗi. Tôi không hề cố ý, tôi không ngờ anh ta nhỏ mọn như vậy. Gương mặt xinh đẹp của thánh nữ Tổ Long Điện cứng lại, Hoàn Nhi, đây là lần cuối cùng. Lần sau gặp lại anh Diệp, nếu em còn sức sược như vậy thì đừng đi theo tôi nữa. Hoàn Nhi bị dọa sợ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Trong lòng vô cùng tủi thân. Vì một tên Diệp Bắc Minh mà đến mức như thế sao? Chấm chấm chấm. Thiên Đạo Tông. 99 tòa thần sơn chập trùng liên miên. Nếu Diệp Bắc Minh ở đây thì nhất định sẽ nhận ra. Bố cục của 99 tòa thần sơn này giống y như đúc bố cục của núi rồng nhà họ Diệp. Điểm khác biệt duy nhất chính là, 99 tòa thần sơn này bỏ qua trọng lực, lơ lửng giữa không trung. Trên đỉnh tòa thần sơn thứ 81, một thanh niên đang ngồi xếp bằng trên một viên đá hỗn độn màu đen. Dòng khí hỗn độn sau lưng chìm nổi, bên dưới có mấy người đàn ông quỳ tại đó. Thanh niên mở mắt ra, biểu cảm ngưng trọng chưa từng có trước đó, Diệp Bắc Minh. Ông nói anh ta tên là Diệp Bắc Minh. Một luồng sát ý kinh khủng quét sạch. Mấy người quỳ gối bên dưới bị dọa mất mật, chuyện này là thế nào vậy? Hôm nay thánh tử sao vậy? Sao chỉ vì một cái tên mà lại đột nhiên tức giận đến thế? Mấy người nơm nớp lo sợ trả lời, thưa thánh tử, đúng vậy. Cảnh giới kẻ này biểu lộ ra mới chỉ là cảnh giới giới chủ. Nhưng sức chiến đấu của anh ta lại hết sức kinh khủng, đặc biệt là tốc độ của anh, đến độ xuất quỷ nhập thần. Điền trưởng lão và vũ trưởng lão đều chết dưới tay người này, gần như là bị giết trong nháy mắt. Trần Vô Diễn im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, anh ta lạnh như băng phun ra một câu, đầu trâu, mặt ngựa. Vừa dứt lời, tiếng thét dài vang lên. Một con trâu đen, một con ngựa trắng đi ra từ trong dòng khí hỗn độn. Công tử! Đồng loạt hóa thành hình người, quỳ một chân trên đất. Trần Vô Diễn bình tĩnh lên tiếng, mang thằng này về, phải sống. Rõ! Hai ánh sáng một đen một trắng lóe lên, đầu trâu mặt ngựa biến mất. Trần Vô Diễn lên tiếng, các người lui ra. Rõ! Mấy người đàn ông quỳ dưới đất vô cùng chấn động lui ra, rốt cuộc thánh tử kinh khủng cỡ nào vậy? Ngay cả yêu tộc hóa thành hình người cũng thu phục được. Sau khi mấy người này rời đi, Trần Vô Diễn chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống khối nham thạch màu đen vừa ngồi. Thứ này chính là thiên ngoại vẫn thạch, được phát hiện bên trong một cơn mưa sao băng 1 triệu năm về trước. Sau khi Thiên Đạo Tông giám định, xác định vật này là đá hỗn độn. Lấy được thứ này xong, thực lực của Trần Vô Diễn tiến bộ cực kỳ kinh người. Điều duy nhất làm Trần Vô Diễn nghi hoặc không hiểu là trên khối đá hỗn độn này có khắc 3 chữ. Chính là, Diệp Bắc Minh. Bởi vì 3 chữ này, mấy năm nay Trần Vô Diễn không biết âm thầm săn giết bao nhiêu người tên là Diệp Bắc Minh. Lần này, sau khi nghe được 3 chữ Diệp Bắc Minh này, mí mắt Trần Vô Diễn giật mạnh, đá hỗn độn dáng từ ngoài bầu trời xa xôi xuống đã biết tên người này từ 1 triệu năm trước, rốt cuộc báo hiệu cho điều gì. Rời khỏi sơn cốc xong, Diệp Bắc Minh chắc chắn thánh nữ Tổ Long Điện không thể đuổi kịp, bèn dừng lại. Tháp nhỏ, Ma Uyên đã bị bố tôi phong ấn, có cách gì để tiến vào Ma Uyên không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mỉm cười, nếu bản tháp chưa khôi phục 1% thực lực, nói không chừng thật sự sẽ có chút phiền phức. Có điều bây giờ, bản tháp có một cách. Diệp Bắc Minh nhanh chóng hỏi, cách gì? Trong tay cậu vẫn còn có một khối Thăng Long lệnh đúng không? Đúng. Diệp Bắc Minh khoát tay, một lệnh bài hình rồng xuất hiện trong lòng bàn tay. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, rót chân nguyên vào. Diệp Bắc Minh không chậm trễ, làm theo. Chân nguyên rót vào Thăng Long lệnh, một cánh cửa không gian trống rỗng hiện ra,
hút Diệp Bắc Minh vào trong đó. Một lát sau, Diệp Bắc Minh đặt chân lên một đài cao được 99 điêu khắc chân long bảo vệ xung quanh. Long đài. Nơi đây có thể tiến vào chiến trường Thái Cổ. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, tháp nhỏ, chúng ta tới nơi này làm gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, long đài được coi như một trạm dịch không gian tại 3000 thế giới, chiến trường Thái Cổ, Thánh Vực, Ma Giới, thế giới cao võ. Theo long đài đi bất kỳ một thế giới nào đều vô cùng thuận tiện. Hiện tại việc cậu cần làm chính là tìm được tọa độ không gian yếu nhất đi về hướng Ma Uyên, chỉ cần đánh nát nó là có thể tiến vào. Diệp Bắc Minh gật đầu, được, để tôi tìm thử xem. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận xung quanh. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh cảm thấy có người đang rình coi mình, bỗng mở choàng mắt. Cách anh khoảng 10 mét, một thiếu nữ tràn đầy sức sống nhảy chân sáo đi tới. Thiên vương cái địa hổ, thân cao 1,5 mét. Bảo tháp trấn hạ yêu, lô ly có eo thon. Đôi mắt đẹp ngây thơ, khuôn mặt trắng bóc không tì vết như trứng gà. Mặc dù dáng người thấp bé, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ nghiêng nước nghiêng thành. Cô là ai? Diệp Bắc Minh giật mình. Nơi này là Long Đài, không thể nào có người đột nhiên xuất hiện được. Chưa nói đến việc thiếu nữ này xuất hiện đột ngột, ngay cả Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng không phát hiện ra. Khuôn mặt cô gái kiêu căng, tôi đang muốn hỏi anh là người thế nào đây? Nơi này hiện tại phải không có người chứ? Chàng trai kia, anh tới từ đâu? Mau nói cho bà cô nghe. Trên người có bảo bối gì? Giao hết ra đây cho tôi. Thiếu nữ duỗi một bàn tay nhỏ ra, Bibo nói, cướp đây. Nhìn dáng vẻ của cô gái thì không giống nói đùa. Con người của Diệp Bắc Minh động lại, sát ý dần ngưng tụ, tháp nhỏ, nếu tôi bộc phát toàn lực thì có thể chém giết cô gái này không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngưng trọng nhắc nhở, nhóc, tuyệt đối đừng làm như vậy. Diệp Bắc Minh ngẩn ngơ, vì sao chứ? Lần đầu tiên anh cảm nhận thấy Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngưng trọng đến vậy. Tháp nói tiếp, thiếu nữ này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng thực lực lại kinh khủng hơn nhiều bất kỳ kẻ nào cậu từng thấy. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, ngay cả ông cũng nói vậy à? Mạnh thế nào? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cứng lại, nói thật, nếu cô ấy có ý định giết người. Chỉ cần tùy tiện thổi một hơi, lập tức giết chết cảnh giới siêu phàm. Nếu như tôi bộc phát hết sức lực, với thực lực cảnh giới giới chủ của cậu cũng có thể khiến cô ấy bị thương nặng, nhưng tuyệt đối không giết chết cô ấy được. Thậm chí bị cô gái này nhận thấy được sự tồn tại của bản tháp. Hít hà. Diệp Bắc Minh âm thầm hít sâu một hơi. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói có người có thể cảm nhận được sự tồn tại của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Khó trách tháp nhỏ ngưng trọng đến thế. Cô gái này trông nhỏ như vậy. Thật sự khủng bố đến mức đấy sao? Chẳng lẽ người tu võ đứng đầu đều có thể cảm giác được ông tồn tại? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục quả quyết trả lời, không, thiếu nữ này rất đặc biệt, là một loại thể chất thông linh. Cô ấy có thể nhạy cảm giác được rung động từ các loại sức mạnh khác nhau. Còn những người tu võ khác dù có cao hơn cô ấy mấy cấp bậc, cũng không thể biết được sự tồn tại của bản tháp. Nghe được lời giải thích này, Diệp Bắc Minh hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu người tu võ đứng đầu khác có thể tùy ý cảm nhận được sự tồn tại của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, anh sẽ gặp nguy hiểm. Này! Thiếu nữ nghi hoặc nhìn Diệp Bắc Minh, ánh mắt lơ lửng không cố định, anh đang suy nghĩ gì đấy? Ồ, trên người anh ngưng tụ sát ý, anh muốn giết tôi. Không đúng, sát ý tiêu tan ngay lập tức, xem ra anh đã biết mình không phải là đối thủ của bà cô đây. Cô gái đáng yêu nói tiếp nhóc, thức thời thì mau chóng giao đồ tốt ra đây, nếu không bà cô sẽ tét mông anh đấy. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co giật. Cô nhóc này nhìn vẫn còn vị thành niên mà lại mang đến áp lực lớn đến như vậy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng, nhóc, tùy tiện lấy chút đan dược ra đi. Đù! Diệp Bắc Minh im lặng, tháp nhỏ, ông nhận thua. Hề hề! Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười gượng. Không phải lần đầu tiên bản tháp nhận thua, sau này cậu sẽ quen thôi. Diệp Bắc Minh không biết nói gì, ông quả là đỉnh cao. Anh không nói lời vô ích nữa, trực tiếp vung tay.
lòng bàn tay anh xuất hiện ba viên đan dược đế phẩm có 9 đạo đan văn, cô nương, đây là đồ tốt nhất trên người của tôi. Đan dược đế phẩm, rác rưởi gì đấy? Thiếu nữ nhếch miệng, coi thường đáp, cho không tôi cũng không cần. Trên người anh thật sự không có thứ tốt, không lấy ra nữa thì tôi cướp đấy. Diệp Bắc Minh sa sầm mặt mày, kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay, cô nương, cô muốn động tay thì cũng đừng trách tôi không khách sáo. Hả? Thiếu nữ thấy kiếm càn khôn chấn ngục, đôi mắt đẹp lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, phẩm cấp của kiếm này rất cao đó. Coi như một bảo bối, có điều tôi không có hứng thú. Này! Cô nàng dậm chân, hai tay chống nạnh, anh thật sự không có bảo bối. Một chút đồ ăn ngon cũng không có. Diệp Bắc Minh sững sờ. Đồ ăn ngon. Khẽ suy tư, cổ tay anh chợt lật lại. Trong tay xuất hiện một cây kẹo que, ném cho thiếu nữ. Thiếu nữ nghi ngờ nhìn thoáng qua, đây là cái gì? Diệp Bắc Minh giải thích, cái này gọi là kẹo que, xé bỏ giấy gói kẹo là ăn được. Thiếu nữ làm theo, xé bỏ giấy gói kẹo xong thì vội vã ăn một miếng kẹo que. Wow! Hai mắt cô gái lập tức tỏa sáng, cả thế giới như thể có thêm màu sắc khác, ăn ngon quá, bà cô ăn hết thức ăn ngon khắp thiên hạ. Cũng chưa từng nếm thử món kẹo ăn ngon như vậy, còn gì nữa không? Diệp Bắc Minh thấy hơi buồn cười. Xem ra thiếu nữ thần bí này cũng bị khoa học kỹ thuật của xã hội hiện đại mạnh mẽ chinh phục. Anh lấy ra mười mấy cây kẹo que liền, cho cô tất đấy. Thiếu nữ mỉm cười, hai mắt cong cong, lấy hết. Được được được, xem ở việc anh còn tính hiểu chuyện, bà cô không trách tội anh. Thiếu nữ ăn kẹo que, âm thanh mơ hồ, đúng rồi, anh đến Long Đài vì muốn đi thế giới khác à? Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi muốn đi Ma Uyên. Kẹo que của anh không tệ, bà cô sẽ phá lệ giúp anh một lần. Thiếu nữ vừa ăn kẹo que, vừa nâng tay nhỏ lên. Năm ngón tay nhỏ hơn người trưởng thành một vòng túm lấy không khí, một vùng không gian lập tức bị xé mở. Lộ ra một lối đi tối thui. Diệp Bắc Minh có thể cảm nhận được, đầu kia của lối đi chính là Ma Uyên, này. Thiếu nữ phất phất tay, tôi cũng đi đây, gặp lại sau. Cô ấy lại túm không khí một lần nữa, một lối đi không gian khác xuất hiện. Bước thẳng vào trong đó rồi biến mất. Chỉ còn Diệp Bắc Minh ngẩn ngơ tại chỗ, thiếu nữ này rốt cuộc là ai? Hướng cô ấy đi hình như là 3000 thế giới. Tháp Càn Khôn chấn ngục mở miệng, đừng suy nghĩ nữa. Đi trước Ma Uyên rồi nói. Được. Diệp Bắc Minh không nghĩ nhiều, bước lên lối đi, quả nhiên xuất hiện bên trong Ma Uyên. Anh khá kích động, hít sâu một hơi, bố, con đến cứu bố. Quanh thân anh cuốn lên một cơn gió ma, đi đến chỗ sâu nhất trong Ma Uyên. Nửa tiếng sau, Diệp Bắc Minh đi đến trước một tấm bia đá cổ xưa, bố, con đến rồi. Đúng lúc này. Trong không khí truyền đến một giọng nói suy yếu, nhóc Diệp, cuối cùng cậu đã tới. Nếu cậu chậm thêm mấy ngày, Ma Uyên sẽ sụp đổ. Là giọng của Tử Long. Không gian chấn động, Diệp Bắc Minh bước vào trong một thế giới không gian. Một con chân long màu tím đang quấn quanh một tòa pháp trận to lớn, máu me đầm đìa, hơi thở thoi thóp. Diệp Bắc Minh giật nảy cả mình, tiền bối Tử Long, sao ông lại ở chỗ này? Bố của tôi đâu? Tử Long yếu ớt mở miệng, một tháng trước, bố của cậu đã bị người của thiên ma tộc mang đi rồi. Tôi tiêu hao tất cả tuổi thọ của mình, nhiều nhất là có thể kiên trì 7 ngày cuối cùng. 7 ngày sau, Ma Uyên chắc chắn sẽ sụp đổ. Chấm chấm. Chấm chấm. Tiền bối Tử Long không cần lo lắng, lần này tôi đến để giải quyết hoàn toàn vấn đề ở Ma Uyên. Sắc mặt Diệp Bắc Minh nghiêm nghị. Tử Long kinh ngạc, nhóc Diệp, cậu đã cảnh giới giới chủ rồi. Tốc độ nhanh thật. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, tiền bối Tử Long, chờ lát nữa tôi sẽ giải thích cho ông. Anh ngẩng đầu nhìn trận pháp Tử Long đang bảo vệ. Tòa trận pháp này cực lớn, đường kính trên 100 mét. Phù văn màu đen lập lòe, trong đó ẩn chứa lực lượng cực kỳ không ổn định. Nếu không phải Tử Long dùng thân xác bảo vệ trận pháp, e rằng nó đã sụp đổ từ sớm rồi. Tháp nhỏ, nhìn ra được cái gì không? Tháp Càn Khôn chấn ngục mỉm cười, đương nhiên,
đây là một trận pháp trấn giới đơn giản. Nó vận chuyển dựa vào sức mạnh của toàn bộ Ma Uyên, chỉ là bên trên có vài phù văn bị tàn phá. Cậu chỉ cần chữa trị nó, rồi dùng bảo vật trấn áp nó là được. Y như tôi nghĩ. Chấm chấm chấm. Diệp Bắc Minh gật đầu, bước tới phía trước trận pháp trấn giới. Thần ma chi nhãn trên mi tâm hiện lên, một ánh sáng màu đen lấp lóe quét qua. Một giây sau, vô số phù văn không nhìn thấy được bằng mắt thường xuất hiện trước mắt anh. Có mấy phù văn trong đó ảm đạm không ánh sáng, có dấu hiệu hư hao. Diệp Bắc Minh tiến lên chữa trị. Nửa canh giờ sau, Diệp Bắc Minh trực tiếp tiến vào bên trong trận pháp, tiền bối Tử Long, chuyện sau đó cứ giao cho tôi. Những đan dược này có thể giúp ông khôi phục vết thương. Anh thuận tay ném ra mười mấy viên đan dược. Tử Long nuốt thẳng xuống, không hề do dự gật đầu, nhóc Diệp, trông cậy vào cậu. Ông ta co lại thân thể, chậm rãi buông ra trận pháp trấn giới. Ầm ầm. Giờ phút này, khắp nơi trong Ma Uyên bắt đầu chấn động kịch liệt, trận pháp trấn giới lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Diệp Bắc Minh duỗi tay, một cái ấn lớn màu đen xuất hiện trong tay anh. 9 con ma long sinh động như thật quấn quanh ma tỷ. Lúc này, trong lòng Tử Long nổi lên sóng to gió lớn. Ma tỷ, sao có thể? Trong mắt Tử Long trừng lớn, hô hấp dồn dập. Ông ta run giọng nói, nhóc Diệp, cậu thật sự tìm được ma tỷ. Ông trời ơi, thiên ma tộc được cứu rồi, ma giới hỗn loạn sắp được chỉnh đốn lại trật tự. Tử Long hoàn toàn thất thố, cơ thể run bần bật. Dưới ánh mắt kích động của Tử Long, Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn, chấn áp cho tôi. Gào giống. 9 con ma long màu đen sau lưng anh phóng lên cao, hóa thành 9 con rồng lớn, dài ngàn mét. Trận pháp trấn giới dần dần ổn định lại. Nhóc, còn cần một món bảo vật đặt ở mắt trận. Cần dùng ma tỷ à? Không cần, kiếm đoạn long là được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Một ý niệm hiện lên, kiếm đoạn long xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Trực tiếp cắm vào trong mắt trận. Trận pháp trấn giới hoàn toàn ổn định. Tử Long kích động tiến lên, tốt, tốt, tốt. Chuyện mà tôi và đại ca chưa hoàn thành được suốt mấy chục năm, thế mà bị thằng nhóc cậu tiện tay giải quyết. 2 năm rưỡi qua rốt của cậu đã trải qua những gì? Diệp Bắc Minh nhanh chóng kể lại những chuyện xảy ra bên trong thần miếu tại chiến trường Thái Cổ một lượt. Bao gồm cả việc anh lấy được ma tỷ như thế nào. Lông mày Tử Long lại giật mạnh. Trong sự qua loa, ông ta nhận ra nguy cơ vô tận ẩn chứa bên trong. Sắc mặt ông ta trầm trọng gật đầu, khổ cho cậu, có điều tất cả đều đáng giá. Tử Long lại trở nên kích động, gắt gao nhìn chằm chằm ma tỷ trong tay Diệp Bắc Minh. Ma tỷ, thật không ngờ cậu thật sự lấy được vật này. Có thể cho tôi xem một chút không? Diệp Bắc Minh không nói hai lời, trực tiếp ném ma tỷ qua. Tử Long đón lấy ma tỷ, cảm thấy nó nặng ngàn cân. Ông ta kích động, há miệng thở dốc. Trái tim điên cuồng nhảy lên. Ánh mắt kích động, run rẩy, nồng nhiệt lấp lóe. Duy nhất không có tham lam. Một lát sau, Tử Long hít sâu một hơi. Ông ta quỳ một chân xuống, hai tay nâng ma tỷ qua đỉnh đầu, Tử Long tham kiến ma chủ. Diệp Bắc Minh hoảng sợ, tiền bối Tử Long, ông làm cái gì vậy? Mau đứng dậy đi. Tử Long lại lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh, nhóc Diệp, đây là lần cuối cùng tôi gọi cậu như vậy. Người được đến ma tỷ, chính là chủ nhân của chục ngàn tộc trong ma giới. Suốt 1 triệu năm qua, bao nhiêu người của ma tộc tìm kiếm ma tỷ mà không được. Cậu có thể lấy được ma tỷ, đủ để chứng minh hết thảy. Cậu chính là người được ông trời chọn lựa, chủ nhân vạn ma. Diệp Bắc Minh lại lắc đầu, tiền bối Tử Long, trước đừng nói những thứ này. Hiện tại bố tôi đang ở nơi nào? Tử Long giao ma tỷ cho Diệp Bắc Minh xong, rồi trầm giọng nói, người của thiên ma tộc bỗng nhiên xuất hiện bắt bố cậu đi rồi. Nguyên nhân vì sao thì tôi cũng không biết. Nhưng mà cậu yên tâm đi, chắc hẳn bố cậu không nguy hiểm tính mạng gì đâu. Bây giờ Ma Uyên đang tạm thời yên bình, chúng ta đến ma giới tìm bố cậu đi. Sau khi thiên ma tộc diệt vong, tôi có biết vài cứ điểm.
tổn 10 ngày nửa tháng gì đó chắc sẽ tìm được. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát rồi đáp, tiền bối Tử Long, tôi không có đủ thời gian. Tôi cần phải đến Tu La Tộc một chuyến trước, đợi đến khi tôi xử lý xong chuyện ở Tu La Tộc sẽ hội họp với ông. Tử Long không hỏi nhiều, lựa chọn tin tưởng Diệp Bắc Minh vô điều kiện, tuân theo sự sắp xếp của ma chủ ạ. Diệp Bắc Minh sửng sốt, tiền bối Tử Long, hay là ông cứ gọi tôi là nhóc Diệp đi. Không được. Tử Long kiên quyết lắc đầu, cậu chính là ma chủ. Thấy Tử Long kiên trì như thế, Diệp Bắc Minh cũng hết cách. Hai người bàn bạc một lát rồi nhanh chóng rời khỏi không gian này. Bọn họ vừa mới rời đi, hai bóng người đen kịt xuất hiện, không ngờ rằng dưới Ma Uyên lại còn có một trận pháp trấn giới. Tên Diệp Bắc Minh kia là người của Thiên Ma Tộc à? Vật trong tay cậu ta là bảo bối tối thượng của ma tộc, ma tỷ. Chuyện này rất quan trọng, phải quay về bẩm báo chủ nhân. Đầu trâu mặt ngựa nhanh chóng quay đầu biến mất. Chấm chấm chấm. Ma giới, trong hoàng cung Tu La Tộc. 9 vầng trăng đỏ như máu và một vầng thái dương màu tím vắt vẻo trên trời cao đối diện quảng trường trong hoàng cung. Hôm nay là lễ kế vị của nữ hoàng Tu La Tộc. Tu La Tộc đã mời các hoàng tộc lớn đến đây dự lễ. Kẻ qua người lại tấp nập. Gần quảng trường hoàng cung Tu La Tộc còn có hơn 1 triệu ma tộc đứng. Ở ngoài hoàng cung phần lớn là ma tộc bình thường. Bỗng nhiên, một bà lão từ từ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt bà lão trầm xuống rồi nhìn vào cô gái đứng ở trung tâm quảng trường, công chúa, mọi người đã đợi với công chúa 7 ngày rồi đó. Khoảnh khắc cửu nguyệt đồng huy, tử dương sáng nhất sắp qua rồi. Nếu công chúa không thể nhận được truyền thừa của tổ tiên Tu La Tộc thì e rằng công chúa không thể làm nữ hoàng đời tiếp theo được. Người vừa lên tiếng chính là đại trưởng lão của Tu La Tộc. Vừa dứt lời. Soạt. Vô số ánh mắt tập trung lên người cô gái đứng ở trung tâm quảng trường. Mặt cô gái ấy hơi tái, đại trưởng lão, cho tôi thêm chút thời gian nữa. Đại trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói, điện hạ Ly Nguyệt à, nếu không nhận được truyền thừa thì thôi. Cần gì làm trò trước mặt nhiều người như vậy chứ? Bây giờ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Lão đã cho công chúa 7 ngày, bây giờ đã tới khoảnh khắc cửu nguyệt đồng huy, tử dương sáng nhất rồi. Công chúa đi xuống được rồi. Ly Nguyệt cắn bờ môi đỏ mọng, đại trưởng lão, tôi làm được. Cô ta biết rằng một khi mình bước xuống. Khi ấy cô ta đã vứt bỏ thân phận công chúa Tu La này. Đến cả ngôi vị nữ hoàng của mẹ mình cũng phải chắp tay dâng lên cho người khác. Mà người được lợi cuối cùng chính là đại trưởng lão trước mặt mình. Đại trưởng lão vẫn cười hờ hững như trước, Ly Nguyệt, lão phu cho cô cơ hội cuối cùng. Nếu cô không đi xuống thì tôi sẽ công khai chuyện của cô cho mọi người biết. Ly Nguyệt cắn răng nói, đại trưởng lão, tôi làm được. Được, có khí phách. Đại trưởng lão tươi cười, bước từng bước đến trước đài, theo tin tức mới nhất, công chúa Ly Nguyệt đã không còn là trinh nữ nữa. Trinh tiết của cô ta đã bị một kẻ bẩn thỉu nào đó cướp lấy rồi. Cái gì? Trinh tiết của công chúa Lý Nguyệt đã bị người khác lấy rồi ư? Thật hay giả thế? Tin tức này quá khủng khiếp. Quảng trường vốn yên lặng bỗng dưng vỡ òa. Vô số ma tộc chố mắt. Không dám tin vào lỗ tai của chính mình. Trên ghế mời khách quý, một người đàn ông trông giống như hậu duệ hoàng thất quý tộc bình tĩnh hỏi, chết tiệt. Đại trưởng lão bà nói công chúa Ly Nguyệt đã không còn là trinh nữ nữa hả? Người nọ chính là hoàng tử của Dạ Xoa tộc. Trong cơ thể có huyết mạch ma hoàng. Đại trưởng lão thở dài một cách bất đắc dĩ, điện hạ à, lão cũng vừa mới biết chuyện này thôi. Vì trách nhiệm với Tu La tộc nên mới buộc phải truyền chuyện này ra ngoài. Hoàng tử Dạ Xoa tộc tức giận bỏ đi, thật mất thời gian của tôi, chúng ta đi thôi. Nữ hoàng Tu La vỗ bàn tức giận quát, đại trưởng lão, bà có ý gì? Đại trưởng lão cười đáp, bệ hạ, tôi chỉ tường thuật lại sự thật thôi. Lẽ nào là nói sai rồi à? Quả thật Lý Nguyệt đã không còn là trinh nữ nữa, thân là công chúa của Tu La tộc. Lẽ nào cô ta không biết tầm quan trọng của trinh tiết à? Chưa lập gia đình đã mất trinh đúng là nỗi ô nhục của Tu La tộc.
Soạt. Hàng triệu ánh mắt đổ dồn vào người Ly Nguyệt. Cơ thể mềm mại của cô ta run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi, đại trưởng lão, chuyện không phải như bà nghĩ đâu. Đại trưởng lão cười cợt, không phải như thế à? Nếu không thì phiền công chúa giải thích tại sao mình lại mất trinh tiết. Hay là mời công chúa nói ra tên đó là ai trước mặt mọi người. Ly Nguyệt vừa định nói ra thân phận của Diệp Bắc Minh. Cô ta chợt nhớ tới biến cố của Thiên Ma tộc. Một khi sự tồn tại của Diệp Bắc Minh lộ ra ánh sáng thì chắc chắn anh sẽ bị người của Thiên Ma tộc truy sát. Không được, tôi không thể nói. Ly Nguyệt quả quyết lắc đầu. Cho dù tình hình lúc này vô cùng bất lợi với mình nhưng cô ta vẫn không muốn bán đứng Diệp Bắc Minh. Một vài tên đàn ông ma tộc cười nhạo, ha ha, tôi còn tưởng công chúa Tu La Thanh Thuần cao quý cỡ nào đâu. Hóa ra cũng chỉ là một ả đàn bà dâm đãng. Còn chưa lập gia đình đã mất trinh rồi. Khốn thật, thế mà tôi còn coi cô ta là nữ thần trong lòng mình nữa chứ. Rất nhiều gã đàn ông ma tộc tức tối mắng chửi. Những ả đàn bà ma tộc vốn ghen ghét với Ly Nguyệt giờ đây đều hân hoan chế nhạo cô ta. Ha ha ha, buồn cười chết mất, ả đàn bà như vậy làm sao xứng làm nữ hoàng của chúng ta chứ? Mau cút xuống đi. Đúng đấy, cút xuống đi, cút xuống. Mọi người hóng hớt ham vui đều hùa theo chế nhạo. Mắt đại trưởng lão thoáng hiện lên hàn ý, mụ ta vung tay ra lệnh, người đâu, lôi Ly Nguyệt xuống cho tôi. Vâng. Mấy trăm người bước lên tế đàn. Ai dám động tới con gái của tôi? Nữ hoàng Tu La quát rồi từ từ bước lên tế đàn, che chắn cho Ly Nguyệt, có bổn hoàng ở đây, ai cho các người tới gần tế đàn hả? Mau cút cho tôi. Sự uy nghiêm của nữ hoàng ập tới. Hàng trăm tên hộ vệ kinh hãi lùi về sau. Đại trưởng lão quát, mọi người chớ sợ, truyền thừa đã thất bại rồi, cô ta giờ đã không còn là nữ hoàng Tu La nữa. Ly Tố, lão cho cô một con đường sống, mau dẫn con gái cô cút khỏi Tu La tộc đi. Nữ hoàng Tu La cười khẩy đáp, nếu tôi không làm theo thì sao? Sắc mặt đại trưởng lão trầm xuống, vậy đừng trách lão không khách khí. Mụ ta bước lên tế đàn rồi tung chiêu tấn công hai mẹ con họ. Luồng sức mạnh khủng khiếp bùng nổ. Dầm. Nữ hoàng Tu La bay ra ngoài, chẳng phải là đối thủ của mụ ta. Nữ hoàng té ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Ly Nguyệt nhảy xuống tế đàn, chạy tới chỗ nữ hoàng Tu La, mẹ ơi. Đại trưởng lão đứng trên tế đàn nhìn xuống hai mẹ con họ, đã nể mặt rồi mà còn không biết điều, hà cớ gì làm thế chứ. Nữ hoàng Tu La ôm ngực nói, nếu bổn hoàng không bị thương khiến thực lực suy giảm thì chỉ dựa vào bà mà cũng dám nói vậy với tôi hả? Ha 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 ha. Đại trưởng lão mỉm cười nói, Ly Tố, ai bảo cô ngu ngốc quá làm gì? Cô ngu ngơ trên chiếc ghế nữ hoàng này quá lâu rồi, hôm nay trước mặt nhiều vị khách khứa như vậy nên lão sẽ không giết cô. Bổn hoàng cho cô một ngày dẫn theo con gái của mình cút nhanh đi. Mụ ta đã tự xưng nữ hoàng rồi. Nói xong, mụ ta vung tay lên trấn áp nữ hoàng Tu La. Răng rắc, nữ hoàng Tu La hét lên đau đớn, gân mạch trên người đứt gãy. Mẹ ơi! Mắt Ly Nguyệt đỏ ngầu, trong tay xuất hiện thêm một thanh trường kiếm, nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão. Tôi sẽ giết bà. Sát ý trong cô ta bùng nổ lao tới phía trước. Đại trưởng lão hờ hững nói, chán sống rồi. Bàn tay khô gầy của mụ ta nắm chặt, tung đấm về phía Ly Nguyệt. Không được đụng vào công chúa. Một bóng đen lóe lên rồi che chắn trước người Ly Nguyệt. Dầm. Người nọ đáp trả lại nắm đấm vừa rồi của đại trưởng lão, luồng dư chấn lan ra, bóng đen kia bị đánh hộc máu. Mụ ta lạnh lùng nhìn người vừa ra tay đỡ đòn kia, ảnh ma, thật to gan, dám ra tay với bổn hoàng hả? Chán sống rồi à? Vẻ mặt ảnh ma lạnh lùng, lau vết máu vươn trên khóe miệng, trong mắt tôi chỉ có một nữ hoàng là Ly Tố. Bà là cái thá gì chứ? Bà không nhận được truyền thừa, không được tổ tiên Tu La tộc thừa nhận. Vậy mà tự xưng là nữ hoàng à? Bà xứng chắc. Mặt đại trưởng lão vặn vẹo hung tợn, lực lượng hùng mạnh bùng nổ cuộn trào về phía ảnh ma. Chán sống thật mà. Nếu đã chán sống rồi thì để bổn hoàng giúp một tay.
Răng rắc. Đầu gối ảnh ma nứt gãy, quỳ rạp xuống đất. Cho dù là vậy hắn ta vẫn đứng che cho Ly Nguyệt. Đại trưởng lão dữ tợn nói, chao ôi, xương cứng thật nhỉ. Lão muốn xem thử, xương của mày cứng đến đâu. Mụ ta đưa tay lên, một bàn tay màu đen được hình thành. Mụ ta tóm lấy bả vai của ảnh ma rồi bóp chặt, máu tươi bay tứ tung. Một cánh tay của ảnh ma bị xé xuống, nhưng hắn ta vẫn đứng che cho Ly Nguyệt, muốn làm hại công chúa thì phải bước qua xác tôi. Nước mắt nữ hoàng Tu La tuôn trào, sao cậu ngu vậy hả, cút đi. Mau dẫn theo con gái chúng ta chạy mau đi. Tất cả mọi người xôi trào. Ôi vãi! Chuyện gì thế này? Nữ hoàng Tu La nói là con gái của chúng ta hả? Lẽ nào, ảnh ma này là bố của công chúa Ly Nguyệt? Chẳng trách công chúa Tu La lại mặt dày trơ tráo như vậy, hóa ra mẹ của cô ta cũng như thế. Đại trưởng lão cũng khá bất ngờ, chợt mỉm cười nói, ha 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 ha, loại ảnh ma thấp hèn này mà cô cũng sinh con cho hả? Ly Tố ơi là Ly Tố, cô đúng là đã làm bẩn huyết mạch ma hoàng của Tu La tộc rồi. Cái gì, ảnh ma là bố mình ư? Ly Nguyệt không dám tin vào lỗ tai của mình. Đôi mắt cô ta đỏ bừng. Ảnh ma bối rối không biết làm sao nhìn thoáng qua nữ hoàng Tu La. Nữ hoàng Tu La gật đầu nói, Nguyệt Nhi, hắn ta chính là bố của con. Bố ư, ảnh ma là bố con. Ly Nguyệt không kiềm được nước mắt, hóa ra con cũng là đứa trẻ có bố như người khác. Ảnh ma bối rối, nữ hoàng, tại sao muốn nói ra chứ? Nếu không nói, cho dù hôm nay chúng ta chết danh dự của nữ hoàng cũng. Nữ hoàng Tu La cười đau thương, danh dự à? Ha ha, nó đã không còn quan trọng nữa rồi. Có chết thì người một nhà chúng ta cũng phải chết chung một chỗ. Ảnh ma run người, kích động ngửa mặt lên trời cười to, ha 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 ha, được. Có chết thì cả nhà chúng ta cùng chết. Đại trưởng lão cười cợt nói, ảnh ma, mày nghĩ nhiều rồi. Các người muốn chết chung một chỗ hả? Vậy bổn hoàng cố tình tách các người ra. Vừa nói xong, mụ ta vươn cánh tay gầy gò về phía ảnh ma. Mụ ta định bụng bóp nát hắn ta. Vút! Một đường kiếm khí màu đen và tiếng rồng ngâm giáng xuống. Rầm! Đại trưởng lão còn chưa kịp hoàn hồn nhận thức chuyện gì vừa xảy ra thì cánh tay đang vươn ra kia đã bay đâu mất. Một bóng người từ trên trời giáng xuống đứng vững vàng bên cạnh đám người nữ hoàng Tu La. Đại trưởng lão khiếp sợ nhìn người trước mặt, cậu là ai? Người nọ chỉ chừa cái bóng lưng cho mụ ta rồi nói với nữ hoàng Tu La, tiền bối, tôi thật lòng xin lỗi, tới muộn rồi. Nữ hoàng Tu La kinh ngạc, sao cậu lại tới đây? Tôi còn tưởng cậu sẽ không tới chứ. Ly Nguyệt sửng sốt, nức nở òa khóc, hu hu hu, chồng ơi, bọn họ bắt nạt em. Cô ta vốn là công chúa của Tu La tộc nhưng lại dùng chính sự trong trắng của mình để cứu anh một lần. Diệp Bắc Minh không thể nào thờ ơ được. Anh lấy ra mấy viên đan dược, rồi yên lặng xoa đầu công chúa Tu La, yên tâm đi, chỉ cần có tôi ở đây thì sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt bọn cô. Vâng ạ. Công chúa Tu La luôn ngang ngược vô đối giờ đây lại ngoan ngoãn gật đầu. Trời ạ. Vãi đạn. Khi thấy cảnh đó. Cả không gian rộ lên. Ánh mắt hoàng tử Dạ Xoa tộc trầm xuống, lạnh lùng nói, lẽ nào chính là thằng nhóc này lấy trinh tiết của công chúa Tu La? Chết tiệt! Hoàng tử huyết linh tộc ngồi một bên cũng nắm chặt tay. Hoàng tử huyết linh tộc đã theo đuổi công chúa Tu La biết bao lần mà đã bị người khác nhanh chân chiếm chỗ. Mà điều càng khiến người ta phẫn nộ ấy chính là tình địch lại chỉ là một tên cảnh giới giới vương mà thôi. Còn thực lực của mình là cảnh giới thiên huyền, cộng thêm huyết mạch ma hoàng nữa, dựa vào đâu mà lại thua tên đó chứ? Trong đám đông, ánh mắt một lão già ma tộc trầm xuống. Lão già đó liên tục quan sát Diệp Bắc Minh, sao khí tức của thằng nhóc này lại quen thuộc đến vậy chứ? Lẽ nào là... Bỗng nhiên, đại trưởng lão tàn độc nói, chính kẻ bẩn thỉu là cậu đã vấy bẩn công chúa hả? Máu từ cánh tay cụt của mụ ta di chuyển trong không trung rồi mụ ta lại mọc ra một cánh tay mới tinh mềm mại. Mụ ta chỉ tay vào Diệp Bắc Minh, bổn hoàng lấy thân phận tân hoàng của Tu La tộc ban cho cậu cái chết.
Diệp Bắc Minh nở nụ cười, trước mặt tôi mà bà cũng dám xưng hoàng à. Bà là cái thá gì chứ, mau quỳ xuống cho tôi. Anh bước lên, chủ động tấn công. Nữ hoàng Tu La nhắc nhở, cẩn thận, mụ ta đang ở cảnh giới tạo hóa, cậu không phải là đối thủ của mụ ta đâu. Vẻ mặt của lũ ma tộc ở đây như đang gặp quỷ. Cả bọn há hốc mồm, sao cậu ta dám làm thế chứ? Đến cả đại trưởng lão cũng sừng sốt, không ngờ rằng Diệp Bắc Minh dám chủ động tấn công mình. Mụ ta nhe răng cười khinh, đồ vô dụng, dựa vào đánh lén mà chém được một tay của lão mà tưởng bản thân mình vô địch rồi hả? Ngón tay gầy gò chĩa ra, Tu La, kén tằm. Sau đó, đầu ngón tay mụ ta xuất hiện một ngọn lửa màu xanh biếc rồi hóa thành một tấm lưới màu xanh lục. Tấm lưới ấy vung về phía Diệp Bắc Minh. Anh nâng kiếm lên, tấm lưới màu xanh lục ấy bị chém đứt. Hả? Ánh mắt đại trưởng lão tối sầm, cảm thấy có gì đó không hợp lý. Chỉ là một kẻ cảnh giới chủ sao có thể phá được thần thông của mình chứ? Mụ ta vừa lấy lại tinh thần thì khiếp sợ phát hiện mình chẳng thấy Diệp Bắc Minh đâu nữa. Người đâu mất rồi? Đại trưởng lão, ở sau lưng, một gã thuộc hạ trung thành kêu to. Đại trưởng lão cảm thấy sau lưng mình lạnh sống lưng bèn quay đầu lại xem thử. Đúng lúc mắt đối mắt với đôi mắt lạnh như băng kia của Diệp Bắc Minh, mụ ta mở miệng theo bản năng, đồ vô dụng, tốc độ của cậu. Diệp Bắc Minh thẳng tay chém đầu đại trưởng lão. Cậu dám? Đại trưởng lão hét lên. Kiếm càn khôn chấn ngục giáng xuống, đầu của đại trưởng lão bị gặt như một quả dưa hấu. Cơ thể cũng bay ngược ra ngoài. Không thể nào. Chẳng phải tên nhãi này đang ở cảnh giới chủ à? Hoàng tử Dạ Xoa tộc và hoàng tử của huyết linh tộc nhìn nhau, cả hai đều thấy sự khiếp sợ sâu trong đáy mắt người kia. Diệp Bắc Minh khá bất ngờ, cảnh giới tạo hóa dễ chết vậy à? Tháp càn khôn chấn ngục nhắc nhở, mụ ta còn chưa chết, cẩn thận đó. Chưa chết hả? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Ngay sau đó, cái thân không đầu của đại trưởng lão bỗng đứng lên tấn công vào Diệp Bắc Minh. Một giọng nói khàn khàn phát ra từ bụng mụ ta, đồ xúc sinh, cậu dám phá đầu của lão à? Bây giờ không phải cậu muốn chết là chết đâu, lão quyết định phải tra tấn cậu thật tàn nhẫn, chẳng những khiến cậu sống không bằng chết. Mà thần hồn của cậu trọn đời không được siêu thoát nữa. Tu La, phán quyết địa ngục. Mụ ta vừa dứt lời, cuồng phong xung quanh cuộn trào, ma khí quay cuồng. 12 cái hố đen bỗng nhiên xuất hiện, lũ ác quỷ ồ ạt chạy ra ngoài. Chúng ùn ùn kéo tới chỗ Diệp Bắc Minh. Chỉ trong phút chốc, Diệp Bắc Minh đã bị lũ ác quỷ bao vây tứ phía. Ly Nguyệt hốt hoảng, chồng ơi! Nữ hoàng Tu La khiếp sợ la to, bà dám sử dụng cấm thuật của Tu La tộc gọi ác quỷ của địa ngục tới đây sao? Làm vậy sẽ khiến Tu La tộc lâm nạn, bà điên thật rồi. Đầu của đại trưởng lão mọc lại. Mụ ta tàn độc, khát máu. Hung tợn và đầy đáng sợ. Mụ ta nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, tên xúc sinh này thật đáng chết, những ác quỷ đó sẽ cắn xé máu thịt của cậu ta. Chắc chắn rằng thần hồn của cậu ta sẽ chết trong cơn đau đớn vô tận. Thần hồn bị ác quỷ cắn nuốt sẽ vĩnh viễn không được siêu thoát. Bỗng nhiên, gầm gừ, một tràn tiếng rồng ngâm quen thuộc vang lên, một cảnh khiến đại trưởng lão cả đời không quên xuất hiện. Trước mắt mụ ta, 9 con ma long màu đen bay vút lên cao hóa to cả trăm mét. Ma long ư? Hàng triệu ma tộc ở đây sừng sốt. Chỉ có ông lão trong đám đông kia nhíu mắt, quả nhiên là thế. Lũ ác quỷ bao vây Diệp Bắc Minh như nhìn thấy thứ gì đó còn đáng sợ hơn chính chúng nó bèn cuồng loạn tháo chạy. 9 con ma long dương nanh múa vuốt, chúng bay tới nuốt sạch đám ác quỷ kia. Ly Nguyệt phấn khích nhảy lên, chồng ơi, ngầu quá. Nữ hoàng Tu La không dám tin, thằng nhóc này. Đại trưởng lão sừng sốt chỉ vào Diệp Bắc Minh, cậu. Ác quỷ của bà hình như hơi nhát nhỉ. Diệp Bắc Minh tặng cho mụ ta một ánh mắt đầy khinh thường. Đại trưởng lão hoảng sợ lùi về sau, tức giận nghĩ thầm, mình là cảnh giới tạo hóa cơ mà, có gì phải sợ chứ? Đồ xúc sinh.
Thoát cái Diệp Bắc Minh đã xuất hiện ngay trước mặt đại trưởng lão với tốc độ chóng mặt tung một quyền. Miệng đại trưởng lão răng thịt lẫn lộn, máu tươi đầm đìa, bay ra ngoài, nửa câu sau còn chưa kịp đi ra khỏi miệng. Cậu dám! Mụ ta còn chưa kịp nói xong. Dầm! Đòn tấn công thứ hai đã tới, chân nguyên mụ ta vừa ngưng tụ đã tiêu tan. Mụ ta lại lần nữa chật vật bay ra ngoài. Đại trưởng lão vật vã đứng dậy rồi phẫn nộ gầm lên, đồ súc sinh, tôi là đại trưởng lão của Tu La tộc, cậu dám! Diệp Bắc Minh đâm một kiếm xuyên thủng đan điền của đại trưởng lão. Á! Đại trưởng lão hét lên những tiếng kêu đau thấu xương, quay đầu hung tợn nhìn về đám trưởng lão còn lại, các người còn đứng đờ ra đó làm gì nữa, mau xông lên. Quân lính của Tu La tộc đâu, mau giết tên súc sinh này cho tôi. Những trưởng lão còn lại mới kịp hoàn hồn. Bọn họ bước vội ra khỏi hàng. Quát con dừng tay lại. Cậu dám đánh đại trưởng lão à? Nơi đây là Tu La tộc, không phải là nơi cậu có thể dương oai tác quái. Người đâu? Một loạt lão già xông lên bao vây Diệp Bắc Minh. Đùng, 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 cùng lúc đó, trên quảng trường truyền tới tiếng bước chân rầm rộ. Hàng triệu quân lính tới đây. Trong chốc lát, cả quảng trường chật kín binh lính. Nữ hoàng Tu La hét to, to gan, tôi mới là nữ hoàng Tu La. Ai cho các người tới đây? Mau lui ra cho tôi. Triệu binh lính thở ơ. Đại trưởng lão trườn tới chân Diệp Bắc Minh, mặt nở một nụ độc ác, Ly Tố, cô đã không còn là nữ hoàng Tu La nữa rồi. Ly Nguyệt đã thất bại rồi, cô không thể tiếp tục làm nữ hoàng Tu La được nữa. Mụ ta ngẩng đầu, tàn độc nhìn Diệp Bắc Minh, nhóc con, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Mau quỳ xuống cho tôi, nếu không đại quân của Tu La tộc sẽ đạp cậu thành thịt vụn đó. Dứt lời, đại quân của Tu La tộc gầm vang. Quỳ xuống, quỳ xuống. Tiếng gầm làm rung chuyển của bầu trời. Vô số khách khứa biến sắc, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Bọn họ lùi về phía sau rồi theo bản năng cúi đầu xuống. Sắc mặt trắng bệch. Dù là ma hoàng dáng thế cũng chẳng phải đối thủ của đội quân khổng lồ kia. Ai ngờ rằng Diệp Bắc Minh mỉm cười kiêu ngạo, triệu binh lính thì có là gì? Cho dù có triệu binh lính ở đây, Diệp Bắc Minh tôi đã muốn giết bà rồi thì chẳng ai có thể ngăn cản đâu. Cậu nói cái gì? Đại trưởng lão không dám tin. Trong lòng mụ ta đầy khiếp sợ, trông thằng nhóc này không giống nói giỡn lắm, cậu không dám. Diệp Bắc Minh cắt ngang lời mụ ta, tôi đã giết rất nhiều người, suy nghĩ của bọn họ rất giống với bà. Anh nhấc chân lên rồi hung hăng dẫm mạnh xuống. Răng rắc. Đầu đại trưởng lão nổ tung. Không. Cơn đau làm cơ thể đại trưởng lão run rẩy, đầu của mụ ta lại nổ tung lần nữa. Nhưng mụ ta vẫn chưa chết. Một cái đầu khác mọc ra, mụ ta hoảng sợ nói, Diệp Bắc Minh, cậu không thể giết tôi. Nhị trưởng lão còn đợi gì nữa chứ? Mau cứu tôi. Dầm. Một chân nữa dẫm xuống. Đầu đại trưởng lão lại nổ tung lần ba. Ngay sau đó, cái đầu thứ tư mọc ra. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, chuyện gì thế? Nhị trưởng lão bỗng hét lên, Diệp Bắc Minh, bản thể của đại trưởng lão là một con ma trùng 9 đầu. Mụ ta có tổng cộng 9 đầu, cậu đừng mơ giết được mụ ta. Thức thời thì mau thả đại trưởng lão ra cho tôi, nếu không triệu binh lính kia sẽ cho cậu chết không có chỗ chôn. Phụt! Đại trưởng lão tức hộc máu mồm, nhị trưởng lão, ý gì đó hả? Ồ! Diệp Bắc Minh mỉm cười, 9 đầu cơ à? Đạp từng cái thật phiền. Phần thiên chi diễm, đốt! Một đóa hoa sen lửa hiện lên trong tay anh rồi từ từ hạ xuống. Ngay khi nó tiếp xúc với đại trưởng lão đã thiêu đốt mụ ta trong nháy mắt. Á! Đại trưởng lão điên cuồng giãy giụa, gào thét thê thảm còn hơn cả ác quỷ, triệu binh lính nghe lệnh, giết cậu ta cho tôi. Mụ ta nói xong đã hóa thành một đống cho tàn. Đại trưởng lão, không! Nhị trưởng lão gầm lên, cậu thật đáng chết. Nhị trưởng lão chỉ tay vào Diệp Bắc Minh nói, vì đại trưởng lão đã hy sinh. Giết cậu ta báo thù cho đại trưởng lão. Giết! Báo thù cho đại trưởng lão. Mười mấy trưởng lão Tu La tộc cuồng bạo.
Triệu binh lính sau lưng gầm thét. Tôi nhân danh nữ hoàng ra lệnh cho các người mau dừng tay. Mặc cho nữ hoàng Tu La ngăn cản thế nào thì triệu binh lính kia vẫn tấn công Diệp Bắc Minh như không nghe thấy gì. Sắc mặt mấy trưởng lão cảnh giới siêu phàm đầy dữ tợn, cho dù tháp càn khôn chấn ngục có ra tay thì chuyến này Diệp Bắc Minh lành ít dữ nhiều rồi. Càng đừng nói sau lưng anh còn có triệu binh lính đang tới. Nhị trưởng lão nhe răng cười khẩy, Diệp Bắc Minh, cậu đã giết đại trưởng lão, giờ chết đi là vừa. Mười mấy cao thủ cảnh giới siêu phàm tấn công từ bốn phương tám hướng. Ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi bún kia. Diệp Bắc Minh mỉm cười đáp, thế à? Anh lật cổ tay, ma tỷ xuất hiện. Ngay sau đó, một luồng sức ép đầy uy nghiêm từ trong ma tỷ bùng nổ. Tất cả mau quỳ xuống cho tôi. Triệu binh lính đang xung phong tấn công sợ vỡ mật, không thể khống chế được hai chân của mình. Bùm! Dưới sức ép của ma tỷ, triệu binh lính đồng loạt quỳ xuống như dân gặt lúa. Thế giới tĩnh lặng. Mấy trưởng lão Tu La tộc đang xông tới trước toát mồ hôi hột. Luồng lực lượng thần bí kia ép bọn họ thở không nổi chỉ đành quỳ gối xuống đất. Cả bọn hoảng sợ nhìn vật trong tay Diệp Bắc Minh. Nhị trưởng lão khiếp sợ, ôi, đây là... ma tỷ ư. Không thể nào. Nhị trưởng lão vừa nhận ra nó thì lòng đầy chấn động. Cái gì? Thứ trong tay thằng nhóc đó là ma tỷ ư. Đằng xa, người của Dạ Xoa tộc và Huyết Linh tộc đều kinh ngạc. Ngay sau Deeto, soạt. Vô số ánh mắt tham lam dán chặt vào ma tỷ trong tay Diệp Bắc Minh. Có người hỏi, là ma tỷ thật à? Chẳng phải ma tỷ đã biến mất một triệu năm trước hay sao? Một lão già ma tộc trầm ngâm nói, đó chắc chắn là ma tỷ, không thể nào lầm được. Có người gật gù tán đồng, ngoài ma tỷ ra thì còn có thứ gì có thể khiến triệu binh lính quỳ xuống chứ? Ly Nguyệt ngỡ ngàng, mẫu hoàng, đây là thật ư? Trong tay chồng con là ma tỷ thật à? Nữ hoàng Tu La nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, hô hấp dồn dập, không sai đâu, chẳng qua là mẹ không ngờ rằng ma tỷ lại nhận cậu ta làm chủ. Trong chốc lát, nữ hoàng Tu La như nghĩ tới gì đó. Nữ hoàng Tu La bước ra hô to, nữ hoàng của Tu La tộc, Ly Tố, tham kiến chủ nhân vạn ma. Trái tim mọi người run lên. Người có ma tỷ sẽ được vạn ma tôn thờ. Những ma tộc bình thường khác thấy thế bèn lũ lượt quỳ xuống. Ma hùng tộc kính chào chủ nhân vạn ma. Bùm. Bạch xà tộc kính chào chủ nhân vạn ma. Bùm. Hắc giao tộc kính chào chủ nhân vạn ma. Bùm. Thiên lang tộc kính chào chủ nhân vạn ma. Ngoài Dạ Xoa tộc, Huyết Linh tộc và một số ít ma tộc khác thì hầu hết các ma tộc còn lại đều quỳ xuống. Khung cảnh ấy vô cùng hào hùng. Diệp Bắc Minh chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn họ. Anh cầm ma tỷ bước tới chỗ nhị trưởng lão thông minh nhỉ, tất cả mọi thứ đều nằm dưới sự khống chế của nhị trưởng lão phải không? Cho dù là nữ hoàng Tu La hay là đại trưởng đều đã nằm trong mưu kế đó. Tất cả mọi người khiếp sợ. Trong mắt nhị trưởng lão thoáng hiện lên sự kinh ngạc. Nhị trưởng lão bèn vội vàng cười hòa giải, cậu Diệp à, cậu đang nói cái gì thế? Sao tôi nghe không hiểu gì hết vậy? Diệp Bắc Minh mỉm cười lắc đầu, không hiểu à, vậy để tôi giải thích cho hiểu nhé. Vào lúc tôi giết đại trưởng lão, trông nhị trưởng lão rất phẫn nộ. Nhưng lại không hề có ý định ra tay giúp đỡ mà trơ mắt nhìn mụ ta chết. Đợi đến khi tôi giết đại trưởng lão xong, các người lại ra vẻ báo thù cho mụ ta. Chỉ cần giết tôi rồi giết nữ hoàng Tu La và công chúa thì nhị trưởng lão sẽ là nữ hoàng tiếp theo của Tu La tộc nhỉ. Nhị trưởng lão hoảng hốt ngẩng đầu, cậu, tôi không có. Thật đáng sợ. Tên này đoán trúng hết cả rồi. Diệp Bắc Minh cười nói, mặc kệ có hay không thì cũng chết đi. Kiếm càn khôn chấn ngục chém xuống. Cậu không được giết tôi đã ngủ đông mấy chục nghìn năm, sắp thành công tới nơi rồi. Nhị trưởng lão không cam tâm hét lên rồi tàn đời. Những trưởng lão còn lại của Tu La tộc run sợ. Lẽ nào tất cả đều là âm mưu của nhị trưởng lão sao? Lúc này, Diệp Bắc Minh chậm rãi quay đầu lại nhìn sang Dạ Xoa tộc và Huyết Linh tộc. Sao các người không quỳ?
giọng nói lạnh như băng truyền tới. Hoàng tứ Dạ Xoa tộc mỉm cười đáp, Diệp Bắc Minh, tôi có huyết mạch ma hoàng. Cho dù cậu có ma tỷ thì cũng không có tư cách bắt tôi quỳ xuống. Diệp Bắc Minh gật đầu, bình thản nói, ồ. Hoàng tử Dạ Xoa tộc nở nụ cười thầm nghĩ. Nắm giữ ma tỷ thì sao chứ? Làm gì được mình? Dòng suy nghĩ ấy vừa thoáng qua thì Diệp Bắc Minh đã xuất hiện ngay trước mặt. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục chém mạnh xuống. Hoàng tử Dạ Xoa tộc sợ hãi, Diệp Bắc Minh, cậu điên rồi à? Tôi với cậu không thù không oán, cậu cần gì phải? Phụt! Máu bay đầy trời. Người của Dạ Xoa tộc giờ mới kịp hoàn hồn, cậu giết ngũ hoàng tử của chúng tôi hả? Diệp Bắc Minh, cậu có biết mình vừa làm gì không? Dạ Xoa tộc sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Diệp Bắc Minh mỉm cười nói, nếu các người đã quan tâm tên kia như vậy thì lên đường cùng nhau luôn đi. Anh cầm kiếm Càn Khôn Chấn Ngục tung hoành chém giết bọn chúng, tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp trời. Trước mắt bao nhiêu người, người của Dạ Xoa tộc đều đã ra đi. Còn các người thì sao? Không quỳ à? Giọng nói lạnh như băng vang lên. Hoàng tử huyết linh tộc toát mồ hôi lạnh, cả người run rẩy. Bùm! Bát hoàng tử của huyết linh tộc, huyết lịch, kính chào chủ nhân vạn ma. Những người còn lại của huyết linh tộc thấy thế thì đều quỳ xuống. Diệp Bắc Minh rời mắt sang ông lão ma tộc cuối cùng còn chưa quỳ, ông thì sao? Sao lại không quỳ trước tôi? Lão già kia mỉm cười, thong dong quỳ xuống, nếu thế thì để lão phu quỳ xuống là được. Diệp Bắc Minh khá bất ngờ. Trong tất cả các ma tộc, ngoại trừ ngũ hoàng tử của Dạ Xoa tộc ra, thì sát ý trên người ông lão kia là nồng nặc nhất, sao lão già kia lại quỳ dứt khoát đến vậy chứ? Diệp Bắc Minh liếc nhìn người nọ rồi bước tới bên cạnh nữ hoàng Tu La, tiền bối, bây giờ có thể nói cho tôi biết về vị sư tỷ đã được bà cứu giúp không? Nữ hoàng Tu La gật đầu đáp, là thất sư tỷ của cậu Liễu Như Khanh. Hô hấp Diệp Bắc Minh dồn dập vì kích động. Thất sư tỷ thiêu đốt tuổi thọ, tự bạo đan điền. Vậy mà vẫn chưa chết sao? Giọng anh run run, đôi mắt đỏ bừng, thất sư tỷ của tôi ở đâu? Nữ hoàng Tu La ngượng ngùng đáp, cậu Diệp, thật ra, tôi không cứu thất sư tỷ của cậu. Ánh mắt Diệp Bắc Minh tối sầm, bà lừa tôi à? Một luồng sát ý ngút trời ngưng tụ, dồn vào người nữ hoàng Tu La. Ly Nguyệt nhanh chân chạy tới ôm tay Diệp Bắc Minh, chồng ơi, đừng. Nữ hoàng Tu La cảm thấy được cơn giận của Diệp Bắc Minh. Cô ta nào đâu biết rõ tầm quan trọng của sư tỷ đối với Diệp Bắc Minh như thế nào chứ, cậu Diệp chớ hiểu lầm, tuy tôi không cứu thất sư tỷ của cậu. Nhưng tôi thấy có người ở ngoài Thiên Ma Cốc đã đưa Liễu Như Khanh đang bị trọng thương đi rồi. Sát ý trong Diệp Bắc Minh hạ xuống, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nữ hoàng Tu La lắc đầu nói, sau khi thất sư tỷ của cậu bị thương, vốn phải đối diện với cái chết. Lúc ấy, tôi định bụng ra tay cứu cô ấy nhưng lại có một bà lão thần bí ra tay trước mình. Bà lão ấy cố chấp bắt thất sư tỷ của cậu nhận làm thầy, thất sư tỷ của cậu thà chết chứ không đồng ý. Dù thế, bà lão kia vẫn mạnh mẽ ra tay bắt sư tỷ của cậu đi. Diệp Bắc Minh nhướng mày, bà lão kia là ai? Nữ hoàng Tu La lắc đầu như cũ, tôi không biết, nhưng tôi nhớ kỹ dáng vẻ của bà lão đó. Rồi cô ta lấy ra một bức tranh đã chuẩn bị trước rồi đưa cho Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vừa mở bức tranh ra. Anh chắc chắn rằng bản thân không biết người nọ rồi cất bức tranh vào. Sắc mặt anh khá hơn đôi chút, cuối cùng vẫn có được tin tức tốt. Bà lão kia muốn nhận thất sư tỷ làm đồ đệ thì hẳn sẽ không làm tổn thương thất sư tỷ. Bỗng nhiên, cơ thể nữ hoàng Tu La run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Mẫu hoàng. Ly Nguyệt biến sắc. Ảnh ma tiến lên, đỡ nữ hoàng Tu La dậy, nữ hoàng, ngài sao thế? Mắt Ly Nguyệt đỏ ngầu, truyền thừa vị trí nữ hoàng bị thất bại nên nữ hoàng đương nhiên buộc phải chết. Cái gì? Ảnh ma sững sờ. Sự sống của nữ hoàng Tu La dần tiêu tan, Nguyệt Nhi, tất cả mọi thứ đều là số mệnh rồi. Con đừng quá đau khổ, ít nhất Diệp Bắc Minh đã đến đây. Chứng tỏ trong lòng cậu ta có con. Cậu ta đã có ma tỷ, sau này sẽ thành chủ nhân vạn ma,
con theo cậu ta thì mẹ chết cũng yên lòng. Không, con không cần. Ly Nguyệt điên cuồng lắc đầu, nước mắt trào ra không kìm chế được. Ầm. Diệp Bắc Minh nhìn sang, thi triển Nguyên Thiên Thần Nhãn. Lúc ấy, trên người nữ hoàng Tu La bỗng xuất hiện một tầng sương mù màu xám mà mắt thường không nhìn rõ. Màn sương mù xám ấy âm thầm trào ra từ khắp ngóc ngách trong quảng trường rồi bám vào người nữ hoàng Tu La. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, đây chính là sức mạnh nguyền rủa ư? Ly Nguyệt quay đầu lại hỏi, chồng ơi, anh biết cách cứu mẫu hoàng phải không? Cô ta chạy tới chỗ Diệp Bắc Minh, mềm mại hạ gối, chồng ơi, chắc chắn có cách cứu mẫu hoàng của em phải không? Nguyệt Nhi đừng quỳ xuống. Diệp Bắc Minh ôm Ly Nguyệt, không để cho cô ta quỳ xuống, bởi vì cô truyền thừa thất bại nên mẹ cô mới bị sức mạnh nguyền rủa ảnh hưởng. Ly Nguyệt mong đợi nhìn anh, vậy có cách nào cứu mẫu hoàng của em không? Diệp Bắc Minh gật đầu đáp, có. Thật ư, may quá đi mất. Ly Nguyệt vui sướng nhảy vào lòng Diệp Bắc Minh. Một mùi hương êm dịu chui vào mũi anh. Diệp Bắc Minh vỗ vai cô ta nói, Nguyệt Nhi, tôi cần cô lại lần nữa nhận truyền thừa của nữ hoàng Tu La. Nếu một lần không được thì thêm lần nữa. Chỉ cần thành công thì tình hình của mẹ cô dễ xử lý hơn nhiều. Ly Nguyệt sửng sốt, hả? Nữ hoàng Tu La yếu ớt lắc đầu, không được, từ khi Tu La tộc mở ra những trang sử đầu tiên. Mỗi một đời con cháu của nữ hoàng Tu La đương nhiệm chỉ có một cơ hội thừa kế duy nhất. Nếu đã thất bại thì sẽ mất tư cách, thời gian 7 ngày đã qua, Nguyệt Nhi đã thất bại rồi, không còn cơ hội lần hai nữa. Diệp Bắc Minh mỉm cười, tiền bối, không thử một lần thì sao biết không có cơ hội thứ hai chứ? Nguyệt Nhi, lên tế đàn. Ly Nguyệt lựa chọn tin tưởng anh. Cô ta bước tới tế đàn, chuẩn bị bước lên lần nữa. Thất thế, đám người của Tu La tộc ồn ào huyên náo. Lên tế đàn lần nữa sao? Xưa nay chưa từng có chuyện đó. Không được, Ly Nguyệt chỉ có một cơ hội thừa kế thôi. Cô ta lên tế đàn lần thứ hai chắc chắn sẽ khiến vong linh tổ tiên tức giận. Chúng tôi phản đối. Vài vị trưởng lão quát to, Ly Nguyệt, cô có tư cách gì lên tế đàn nữa chứ? Thật to gan, mau cút xuống cho tôi. Cơ thể mềm mại của Ly Nguyệt run lên, cô ta dừng bước. Hừ. Diệp Bắc Minh hừ, người phụ nữ của Diệp Bắc Minh tôi muốn lên tế đàn mấy lần thì cứ lên thôi. Cần gì quan tâm tới lời phản đối của lũ yêu ma quỷ quái các người chứ? Anh vung kiếm quét ngang qua. Vài trưởng lão mở miệng phản đối kia đã hóa thành tro trong chớp mắt. Cậu! Những trưởng lão còn lại của Tu La tộc hoảng sợ lùi về phía sau, chỉ biết chỉ tay vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lạnh mặt nhìn họ, các người không phục à? Gầm gừ! Tiếng rồng ngâm vang lên. Phụt, 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 phụt! Vài người nổ tung, sáu trưởng lão cảnh giới siêu phàm của Tu La tộc chết trong nháy mắt. Còn ai dám phản đối nữa? Tất cả tĩnh lặng. Hơn triệu người nơm nớp lo sợ, không một ai dám nói. Diệp Bắc Minh cười bảo, Nguyệt Nhi, lên tế đàn đi. Vâng. Ly Nguyệt phấn khích như nhận được sự ủng hộ to lớn. Cô tê bước từng bước lên tế đàn một lần nữa. Cô ta hít sâu, công chúa Tu La Ly Nguyệt mong được kế thừa vị trí nữ hoàng Tu La. Không gian lặng thinh. Ly Nguyệt không cam tâm, giọng hơi run lặp lại, công chúa Tu La Ly Nguyệt mong được kế thừa vị trí nữ hoàng Tu La. Vẫn lặng thinh như cũ. Cô ta phun một ngụm máu tươi, quát to, công chúa Tu La Ly Nguyệt mong được kế thừa vị trí nữ hoàng Tu La. Không gian lặng ngắt như tờ. Ly Nguyệt tuyệt vọng. Sau đó, một bóng người xuất hiện bên cạnh cô ta. Anh giơ ma tỷ lên cao. Hét to nói, Diệp Bắc Minh tôi lấy thân phận chủ nhân vạn ma ra lệnh cho tổ tiên các đời của Tu La tộc phong Ly Nguyệt làm nữ hoàng Tu La. Nhớ kỹ là tôi nói phong. Chứ không phải là cầu xin càng không phải là kế thừa. Các người chớ mà không biết điều, nếu không Diệp Bắc Minh tôi thề rằng Tu La tộc sẽ không còn có nữ hoàng nữa. Anh vừa nói xong. Cả quảng trường Tu La tộc sôi trào. Ôi! Trời ơi! Tên này quá ngông cuồng rồi đó,
đây chính là lễ đăng quang của Tu La tộc đó. Cậu ta dám nói câu đó luôn à? Lẽ nào không sợ đắc tối với các vị kia ư? Tất cả ngơ ngác đứng nhìn, cả lũ chết lặng. Một lũ ma tộc hoảng hốt đến mức quên thở. Bọn họ bất giác nhìn vào sâu trong Tu La tộc, trong ánh mắt lộ ra sự e dè. Khóe mắt Huyết Lịch run rẩy. Lão già trong đám đông kia thì lại kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Cậu! Đám trưởng lão của Tu La tộc suýt tức chết, tôi chưa từng thấy ai kiêu ngạo như thế. Diệp Bắc Minh, cậu coi Tu La tộc bọn tôi là chỗ nào hả? Cho dù cậu cầm ma tỷ thì cũng không được phép sỉ nhục nghi thức thừa kế của Tu La tộc như vậy. Diệp Bắc Minh mỉm cười, tôi sỉ nhục đó các người làm được gì hả? Ly Nguyệt cuồng cuồng, vội nói, chồng ơi, đừng nói bậy, cẩn thận gặp chuyện không may đó. Cô ta vừa dứt lời. Ầm ầm ầm. Sâu trong Tu La tộc vọng tới một tiếng nổ rung trời lệch đất. Một bóng dáng đen kịt phóng vút lên cao rồi hóa thành một bóng Tu La khổng lồ cao hàng chục nghìn mét. Nữ hoàng Tu La hoảng sợ quỳ xuống, rụt rè tâu, lão tổ, mong người chớ tức giận ạ. Cậu ta không hiểu phép tắc của ma tộc nên mới nói mấy câu đại nghịch bất đạo như thế thôi. Tất cả mọi tội lỗi một mình Ly Tố tôi sẽ gánh ạ. Cô ta toát mồ hôi lạnh. Cho dù Diệp Bắc Minh giết đại trưởng lão và nhị trưởng lão, thậm chí còn giết hơn 10 vị trưởng lão thì cô ta vẫn không lo lắng gì. Suy cho cùng, Diệp Bắc Minh tới đây giúp hai mẹ con cô ta. Coi như là nội đấu của Tu La tộc. Ma tộc nội chiến, cho dù có đánh đến trời long đất lở thì lão tổ cũng sẽ không nhúng tay vào. Nhưng sỉ nhục tổ tiên Tu La tộc ngay trước mặt mọi người thì khác. Đám trưởng lão của Tu La tộc cười to, ha 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 ha. Ngày chết của Diệp Bắc Minh cậu tới rồi đó. Quát con, thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không lối cứ chui đầu vào. Lão tổ, tên này không coi ai ra gì, coi thường Tu La tộc. Mong người giáng thần uy xuống. Giáng thần uy xuống giết chết cậu ta đi ạ. Người Tu La tộc trăm miệng một lời hét to. Trong mắt Huyết Lịch thoáng hiện lên sát ý, hừ, lần này thằng nhóc kia chết chắc rồi. Nhưng sau đó, một cảnh khiến người người khó tin xuất hiện. Trước mắt bọn họ, bóng Tu La khổng lồ giữa không trung kia hơi khom người nói, Tu La tộc, Ly Đồng kính chào chủ nhân vạn ma. Theo như ý nguyện của cậu, Ly Nguyệt sẽ bắt đầu được sắc phong làm nữ hoàng tân nhiệm của Tu La tộc. Cái gì? Ôi vãi! Trời ơi! Những ma tộc còn lại bật thốt. Huyết Linh bất ngờ tột độ. Cơ thể lão già áo xám kia cứng đờ, mặt dại ra. Đám trưởng lão Tu La tộc kia lại càng không tin vào lỗ tai của mình, lão tổ, người. Ly Nguyệt kích động đứng đó, mặt đỏ bừng. Hả? Nữ hoàng Tu La ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn ngập sự khó tin. Diệp Bắc Minh cũng thấy rất bất ngờ, tiểu tháp, lão tổ Tu La tộc cũng phục tùng tôi à? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười kiêu ngạo nói, nhóc à, cậu xem thường sức mạnh của ma tỷ rồi. Cậu tưởng câu người có được ma tỷ sẽ có được cả thiên hạ là nói đùa à? Soạt! Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn ma tỷ. Ma tỷ chỉ lớn khoảng bằng một cái nắm tay này rốt cuộc chứa đựng sức mạnh thần bí gì đây? Dưới vẻ mặt phấn khích của mọi người, một tia sáng đỏ thẫm giáng xuống chui vào cơ thể Ly Nguyệt. Tế đàn vốn ảm đạm không chút ánh sáng bỗng sáng rực chiếu sáng cả hoàng cung Tu La tộc. Ở mi tâm Ly Nguyệt xuất hiện một ấn ký đặc biệt của riêng Tu La tộc. Còn đứng đó làm gì? Một giọng nói uy nghiêm vang lên, Tu La tộc, quỳ. Một luồng áp lực uy nghiêm giáng xuống. Bùm! Thành viên của Tu La tộc đồng loạt quỳ xuống. Kính chào nữ hoàng Ly Nguyệt. Từng giọng vang vọng khắp hoàng cung Tu La tộc. Chúng hùng dũng lan ra ngoài như làn sóng thần. Chấm chấm chấm. Tin tức nhanh chóng lan ra. Công chúa Tu La Ly Nguyệt đã trở thành nữ hoàng Tu La, ma tỷ xuất hiện. Sâu trong một hang động tối đen, một tiếng gầm truyền ra cái gì? Ma tỷ xuất hiện. Ha ha ha, 1.000.000 năm rồi, cuối cùng nó cũng đã xuất hiện. Rồi một luồng khói đen bay lên trời. Cùng lúc đó, sâu trong một cái đầm lầy tối đen như mực.
Một tiếng rồng ngâm vang lên, ma tỷ xuất hiện, ma chủ sắp về lại vị trí cũ rồi. Giờ đây còn ai có thể khiến cả ma giới phục tùng chứ? Chỉ có tôi, ám sát Long Hoàng. Một con rồng đen bay ra. Dạ Xoa tộc, trong hoàng cung. Dạ Xoa Hồng chớp mắt, nói, ma tỷ ư, có chắc đó là ma tỷ không? Một gã đàn ông thuộc Dạ Xoa tộc quỳ trên mặt đất bẩm, tên này chẳng những giết ngũ hoàng tử mà còn giết người của Dạ Xoa tộc, cậu ta. Dạ Xoa Hoàng quát, bổn hoàng hỏi có chắc chắn đó là ma tỷ không? Một luồng áp lực ập tới. Cái chết của ngũ hoàng tử chẳng là gì cả. Dạ Xoa Hoàng chỉ quan tâm liệu ma tỷ có xuất hiện thật không thôi. Người đàn ông thuộc Dạ Xoa tộc kia hoảng sợ trả lời, thưa bệ hạ, chắc chắn đó là ma tỷ. Dạ Xoa Hoàng vô cùng hưng phấn, gương mặt già nua đỏ bừng, may quá, ma tỷ, Dạ Xoa tộc gặp may rồi. Chấm chấm chấm. Cấm địa phong ma. Nơi ấy được sương mù đen bao phủ dày đặc quanh năm suốt tháng, những ma tộc bình thường chẳng mấy khi đặt chân đến đây. Một ông lão mặc đồ đen đi khắp cấm địa phong ma, thẳng đến chỗ một tảng đá cao 100 mét. Ông lão đó quỳ xuống, chủ nhân, tôi đã trở lại. Ầm ầm, một tiếng động vọng tới. Cánh cửa đá cao 100 mét kia mở ra. Ông lão mặc đồ đen bước vào, đi thẳng tới nơi sâu nhất. Ở đây là một cung điện cổ kính có từ xa xưa. Trên chiếc ghế rồng ở vị trí cao nhất là một người nào đó. Phía dưới là một người đàn ông đang quỳ. Người nọ không chủ động quỳ xuống mà bị người khác đánh gãy khớp gối, đè quỳ rạp xuống đất. Nếu Diệp Bắc Minh ở đây thì hẳn sẽ nhận ra người nọ. Đó chính là bố của anh. Dạ Huyền. Nói. Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Lão già áo giám không dám nhìn thẳng vào người ngồi trên ghế rồng, chỉ quỳ xuống bẩm chủ nhân, Diệp Bắc Minh đến đây. Người trên ghế rồng kinh ngạc, cái gì? Cậu ta còn sống ư? Dạ Huyền kích động, con trai tôi đến đây. Lão dị áo xám kia kính cẩn gật đầu, thưa chủ nhân, chẳng những cậu ta đến đây. Mà con đưa ma tỷ về nữa. Dầm. Người ngồi trên ghế rồng không ngồi nữa mà đứng dậy ngay. Trong bóng đêm hé ra một gương mặt lạnh lùng, có chút tương tự với Dạ Huyền, đến trời cũng giúp tao. Dạ Huyền mày sinh ra một đứa con tốt thật đấy. Tao còn tưởng cậu ta đã bỏ mạng ở thần miếu chiến trường Thái Cổ rồi chứ, ai ngờ cậu ta còn sống trở về, thậm chí còn có cả ma tỷ. Mắt Dạ Huyền đỏ rực, mày không được phạm thêm lỗi lầm gì nữa, thiên ma tộc đã nguy nan lắm rồi. Nếu chúng ta tự giết lẫn nhau thì sợ rằng thiên ma tộc sẽ diệt vong đấy. Người kia khinh thường cười đáp, thiên ma tộc diệt vong thì liên quan gì đến tao? Dạ Huyền tức giận, sát ý bùng lên trong ánh mắt, trên người mày cũng chảy dòng máu của thiên ma tộc đấy, mày làm vậy không sợ khiến bố thất vọng ư? Không làm liệt tổ liệt tông thiên ma tộc thất vọng ư? Dạ Huyền thất vọng lắc đầu nói tiếp, thiên ma tộc vốn là một trong ngũ đại hoàng tộc, bởi vì lòng riêng của mày, mày coi thử thiên ma tộc giờ thành ra sao? Ha ha ha! Người kia cười cuồng loại, nóng nảy thế, Dạ Huyền mày cũng vội sao? Mày lo thiên ma tộc bị diệt vong đến vậy à? Tao cố tình muốn diệt thiên ma tộc đấy. Dạ Huyền cười khẩy, con thứ đúng là con thứ, đúng là thứ vĩnh viễn không lên được mặt bàn. Người kia như mèo giẫm đuôi, câm miệng, mày câm cho tao. Người nọ gào thét như kẻ điên, Dạ Huyền, mày thật đáng chết. Tao muốn cả thiên ma tộc bị diệt vong, dù mày có huyết thống chính tông thì thế nào chứ? Chẳng phải giờ rơi vào cảnh tù đầy rồi à? Nếu Diệp Bắc Minh còn sống thì mày vô dụng rồi. Người nọ bước xuống ghế rồng, trong tay xuất hiện một thanh ma kiếm màu đen kề sát cổ Dạ Huyền. Yên tâm đi, cả nhà chúng mày sẽ nhanh chóng đoàn tụ với nhau thôi. Vợ của mày, con trai của mày và cả em gái của mày nữa. Tao sẽ tiến hết xuống dưới gặp mày. Người nọ vung kiếm lên chém vào cổ Dạ Huyền. Rầm. Một tiếng nổ chấn động cả cung điện. Cánh cửa đại điện vỡ nát, vụn gỗ bay tứ tung. Một bóng dáng xinh đẹp dẫn theo hơn 10 người chạy tới, anh trai, em tới cứu anh. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, sâu trong hoàng cung Tu La tộc. Diệp Bắc Minh ngồi trên ghế rồng,
Ly Nguyệt một bộ phục trang nữ hoàng tựa vào lòng anh. Nữ hoàng Ly Nguyệt đoan trang dịu hiền giờ đây đang ngượng ngùng đỏ mặt như thiếu nữ. Ánh mắt mơ màng, chồng ơi, đợi một lát. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nghe. Lúc này, nữ hoàng Tu La chạy tới đại điện, chuẩn bị tìm hai người bàn bạc một số việc. Vừa đến ngoài đại điện, nghe được tiếng động bên trong đó. Mặt nữ hoàng Tu La đỏ bừng. Chỉ nói một câu, đang ban ngày ban mặt, sao ở đại điện làm? Thôi, sớm sinh nữ hoàng nhỏ cũng được. Rồi cô ta xoay người bước đi, truyền lệnh xuống, không có mệnh lệnh thì không một ai được phép tới gần đại điện. Một tiếng sau, Diệp Bắc Minh đang nhiệt tình chiến đấu bỗng huyết mạch trong mình sôi trào. Anh gầm lên, bố, bố tôi có chuyện rồi. Ly Nguyệt nhìn Diệp Bắc Minh, chồng ơi, anh làm sao thế? Diệp Bắc Minh lùi về sau. Soạt. Anh nhanh chóng mặc quần áo vào, tiểu tháp, ông cảm nhận được gì không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp lời, cảm nhận được. Ở hướng Tây Bắc có khí tức của bố cậu rất nồng. Bổn tháp khôi phục được một phần 100 sức mạnh nên có thể thấy được vài hình ảnh. Nhóc à, cậu xem đi. Ngay sau đó, trước mắt Diệp Bắc Minh hiện lên một khung cảnh. Sâu trong một cung điện đá cổ xưa màu đen, một cái tế đàn cổ kính xuất hiện trước mặt anh. Dạ Huyền và Tử Huyền bị trói trên hai cây cột đá. Máu tươi nhỏ xuống tí tách, chảy dọc khe rãnh trên tế đàn. Cả tế đàn dần bị máu tươi nhuộm thấm. Một người nấp mình dưới cái áo bào đen ẩn mình trong bóng đêm nói, kẻ nắm giữ luân hồi, tử vong và giết chóc, đại nhân ma thần. Tôi là người hầu trung thành nhất của người, mong người tỉnh giấc ạ. Tế đàn màu đen lóe ra một tia sáng đỏ rực. Rồi nó hóa thành một bóng người đỏ như máu. Ngay khi nhìn thấy người họ, Dạ Huyền kinh hãi. Bóng người màu đỏ ấy giống hệt với người trong bức tranh vẽ về thập đại ma thần lưu truyền trong ma giới. Ám sắc ma thần. Dạ Huyền khiếp sợ nói, Mạc Huyền, mày điên rồi. Mày dám giao dịch với ám sắc ma thần ư? Mày nguyện trở thành ma nô à? Mạc Huyền bước lên cúi người xuống. Gã quỳ gối dưới chân người nọ, chủ nhân, đây chính là tế phẩm mà tôi chuẩn bị cho người ạ. Đôi mắt đỏ tươi nhìn qua Dạ Huyền và Tử Huyền. Giọng nói người nọ trầm như vọng từ địa ngục lên, ha ha ha, dòng dõi thiên ma hoàng. Thú vị đấy, ma nô, làm tốt lắm. Chỉ cần cắn nuốt hai kẻ này, ta sẽ cách bước hồi sinh không xa. Mạc Huyền đè trái tim đập loạn xạ của mình lại rồi quỳ xuống cúi đầu, mong người sớm hồi sinh trở về nhân gian. Kha kha kha, bóng người đỏ thấm kia cười to, ngày ấy sẽ không xa đâu, nhanh thôi. Thế giới tam thiên chắc chắn sẽ phục tùng dưới chân ta. Người họ hóa thành một màn xương máu bao phủ Dạ Huyền và Tử Huyền. Bố! Diệp Bắc Minh gầm lên, khung cảnh ấy biến mất. Chồng ơi, anh sao thế? Nữ hoàng Ly Nguyệt mặc quần áo xong vừa mới bước ra đại điện thì phát hiện mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu. Anh lao thẳng ra khỏi hoàng cung Tu La tộc. Nữ hoàng Tu La vừa nghe thấy ồn ào bèn chạy tới hỏi, Nguyệt Nhi, có chuyện gì thế? Nữ hoàng Ly Nguyệt lo âu nói, mẫu hoàng, con cũng không biết có chuyện gì. Chồng con vừa mới hét gọi bố rồi nổi điên xông ra ngoài. Nữ hoàng Tu La nhướng mày. Sau đó. Không ổn. Nữ hoàng Tu La biến sắc, trong tay cậu ta có ma tỷ. Nếu còn ở trong hoàng cung Tu La tộc thì còn tạm thời an toàn. Nhưng một khi cậu ta bước chân ra khỏi hoàng cung Tu La tộc thì sẽ bị truy sát liên hồi. Ly Nguyệt nôn nóng, mẫu hoàng, vậy giờ phải làm sao ạ? Nữ hoàng Tu La quả quyết ra lệnh, đi, đi theo mẹ báo tin cho lão tổ. Hai mẹ con bọn họ xoay người đi sâu vào trong hoàng cung. Ngay khi Diệp Bắc Minh rời khỏi Tu La tộc, vô số ánh mắt dõi theo anh, không ổn, tên này định bỏ chạy rồi. Trên người cậu ta còn có ma tỷ, chủ nhân ra lệnh cho dù chết cũng phải bắt được cậu ta. Đi, mau báo cho chủ nhân. Hơn 10 người nhanh chóng lao đi. Hàng trăm người khác thì bám sát theo đuôi Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cảm giác được có người bám đuôi nhưng anh mặc nhiên chả thèm quan tâm. Trong lòng anh lo lắng cho an nguy của bố mình, tiểu tháp, khí tức bố tôi còn không?
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, khí tức vẫn còn đây nhưng mà đang dần mờ đi, nhóc à cậu phải nhanh thêm chút nữa. Mẹ kiếp! Diệp Bắc Minh tức giận mắng to, rồi dùng tốc độ bàn thờ chạy tới cấm địa phong ma. Sau đó, vút! Một cây thương màu đen lao vút tới chỗ trái tim Diệp Bắc Minh. Nhóc à, mau giao ma tỷ ra đây. Một lão già ma tộc ba mắt, tóc bạc phơ đi tới. Gương mặt gầy gò kia lạnh lùng, khóe mắt xếch lên nhọn hoắc, nếu không, lão phu sẽ. Cút mau, đừng ngáng đường. Diệp Bắc Minh quát to, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục bùng nổ. Lão già ba mắt kia nổ tung, máu thịt bay tứ tung. Diệp Bắc Minh lại lao vút đi như sao xẹt. Trong góc tối, hàng trăm ma tộc chết lặng đứng ngây người, thằng nhóc đó nổi điên gì thế? Cảnh giới siêu phàm trung kỳ bị cậu ta giết ngay nháy mắt ư? Đến cả cảnh giới tạo hóa còn giết được chứ nói gì cảnh giới siêu phàm. Đừng chọc vào cậu ta, theo cậu ta được rồi, có gì thì về báo chủ nhân. Mọi người lủi thủi theo sau Diệp Bắc Minh. Một lát sau, Diệp Bắc Minh đi tới một sơn cốc trầm lặng. Màn sương đen dày đặc phía trước dần tản ra. Nhóc à, ở đây tử khí rất nồng, cậu cẩn thận chút. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục còn chưa nhắc nhở xong. Bố tôi sắp chết tới nơi rồi đó, cho dù nơi đây có là địa ngục thì tôi cũng vào. Diệp Bắc Minh xông vào đó không chút do dự. Lũ ma tộc kia dừng bước. Một số ít ma tộc vừa định đuổi theo thì bị đồng đội cản lại. Điên rồi à, đây là cấm địa phong ma đó, dám xông vào à? Mấy ma tộc bị ngăn lại sợ hãi nói cái gì? Cấm địa phong ma sao? Cấm địa phong ma nơi phong ấn thập đại ma thần đó sao? Có người gật đầu nói, chính là đây. Mấy người kia kinh hãi, Diệp Bắc Minh chán sống rồi à? Dám xông vào đó ư? Mặc kệ, báo cho chủ nhân trước đã. Chấm chấm chấm. Cấm địa phong ma, tế đàn. Dạ Huyền cảm giác sức sống của mình đang dần biến mất, máu thịt cả người đang dần khô héo. Gương mặt trông khoảng hơn 30 giờ đã già 50-60 tuổi. Tử Huyền, em sao rồi? Dạ Huyền vừa cất giọng, giọng ông ấy vô cùng khàn. Nghe như giọng của một lão già sắp chết. Tử Huyền gian nan mở mắt, cất giọng khàn đặc như bà già, anh trai, em không ổn lắm. Thật xin lỗi, là do em vô dụng, em không cứu được anh. Hu hu hu. Dạ Huyền lắc đầu, đừng khóc, ít nhất thì hai anh em chúng ta có thể chết chung một chỗ. Hu hu hu, anh ơi, em xin lỗi. Nước mắt Tử Huyền tuôn rơi không ngừng nghỉ, em tha thứ cho anh, dù anh có lấy người ngoại tộc thì em cũng không cản anh nữa. Nếu sau hôm nay chúng ta còn sống thì sau này anh muốn bên ai thì bên. Em rất hối hận, nếu em không quấy rối hai người thì anh và Diệp Thanh Lam đã sống hạnh phúc rồi. Dạ Huyền mỉm cười nói, đừng trách bản thân, nếu hôm nay chúng ta chết rồi. Nếu nay hai ta chết thì xuống dưới hoàng tuyền gặp phụ hoàng và mẫu hậu thôi. Nghe đối thoại của hai người họ, bóng dáng đỏ thấm kia lạnh lùng nói, đúng là những con kiến ngu xuẩn khờ khạo, kẻ bị bổn hoàng cắn nuốt sẽ không còn thần hồn nữa. Các người muốn gặp lại bố mẹ mình sao? Đừng mơ mộng nữa. Bóng đỏ kia gầm lên, cắn nuốt. Trên người hai anh em họ bốc lên một màn xương máu. Cơ thể Tử Huyền vặn vẹo, sức sống liên tục giảm xuống. Tử Huyền nhắm mắt lại, yếu đuối nói, anh ơi. Em không chịu được nữa rồi. Dạ Huyền gầm lên, tiểu tử, đừng nhắm mắt, một khi nhắm mắt rồi thì sẽ không mở ra được nữa đâu. Sau đó, Dạ Huyền cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Trước mắt ông ấy hiện lên hình bóng của bố mẹ và Diệp Thanh Lam. Bỗng nhiên, gầm gừ, một tiếng rồng ngâm vang lên. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Dạ Huyền sửng sốt. Trong cơn hoảng hốt nhìn thấy Diệp Bắc Minh. Ông ấy còn ngỡ mình gặp ảo giác bèn mỉm cười đau thương, Minh Nhi à, bố thật lòng xin lỗi con. Bố đừng nói nữa, con tới cứu bố đây. Diệp Bắc Minh gầm nhẹ, vung kiếm chém qua màn xương máu kia, mau cút ngay cho tôi. Nghe giọng nói quen thuộc ấy. Tử Huyền ngẩng đầu lên rồi mở mắt ra, anh ơi. Hình như em thấy, Tiểu Minh Tử. Con,
Thằng nhóc chết tiệt này. Dạ Huyền bỗng hoàn hồn, đây không phải là ảo giác. Ông ấy thức điên người, con tới đây làm gì? Mau, chạy mau. Ông ấy vừa nói xong chữ cuối cùng thì đầu nghiêng sang một bên. Ông ấy ngất lịm đi. Mạc Huyền kinh ngạc, mày là Diệp Bắc Minh hả? Sao mày tìm được đây? Kiếm càn khôn chấn ngục giáng xuống, kiếm khí cuồn cuộn trào dâng. Màn xương máu nhanh chóng lùi về sau rồi ngưng tụ thành một cơ thể con người. Nội tạng và mạch máu của cơ thể hiện rõ trong thể xác ấy. Huyết nhân kia cười khẩy nói, khí huyết thật sung túc. Mày chính là Diệp Bắc Minh à? Thật to gan, dám ngăn cản tao cắn nuốt hai con kiến hôi kia ư? Diệp Bắc Minh thấy dáng vẻ thê thảm của bố mình thì sát ý trên người bùng nổ, mày tưởng mình là ai hả? Mở miệng ra là chửi con kiến hôi. Chết mẹ mày luôn đi. Đồng thời hét thầm trong lòng, tiểu tháp, bắt bọn chúng vào thế giới bỏ túi cho tôi, bùng nổ cho tôi. Bất chấp mọi thứ cũng phải giết chết chúng. Diệp Bắc Minh cũng cảm nhận được sự nguy hiểm khôn cùng của huyết nhân kia. Vậy nên anh mới định bụng giết huyết nhân kia ngay tức khắc. Huyết nhân nở một nụ cười chế nhạo, giọng điệu vô cùng phách lối, mày cũng chỉ là con kiến hơn mạnh chút thôi. Chỉ bằng mày mà cũng muốn giết tao à, tới kiếp sau cũng chưa đủ tư cách đâu. Ngay sau đó, gầm gừ, 9 con ma long lao vút lên trời. Nụ cười của huyết nhân biến mất, không dám tin nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, sức mạnh này. Không thể nào, mày. Kiếm càn khôn chấn ngục chém xuống. Dầm. Một luồng lực lượng cuộn trào, huyết nhân bốc hơi trong nháy mắt. Cùng lúc đó, luồng sức mạnh từ một kiếm ấy cũng quét ngang ra ngoài làm chấn động cả cấm địa phong ma. Một đám mây hình nấm mọc lên. Trong vòng 100 dặm, tất cả mây đen tiêu tán. Ma khí dần xua tan. Ngoài cấm địa phong ma. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 63.